Lời Chúa. Thứ năm sau Chúa Nhật thứ 28 thường niên, ngày 13 tháng 10 năm 2022. Kinh lạy mau nước đã tuôn trào, nước đã tuôn trào từ thánh tông Chúa Giêsu, như thác nguồn, như thác nguồn thương xót chúng con. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày 13 tháng 10, kỷ niệm việc Đức Mẹ hiện ra tại Fatima lần cuối năm 1917. Chuyện Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, mời anh chị em đón nghe trong chuyên mục Chuyện Đạo Chuyện Đời ngày 13 tháng 10. Trong tâm tình của những người con thảo, chúng ta khấn nài Mẹ cho mỗi người thực hiện được mệnh lệnh của Mẹ là tôn sùng trái tim Mẹ, siêng năng lần hạt, đặc biệt là trong tháng 10 tháng mân côi này, và điều quan trọng nhất là cải thiện đời sống. Mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa thứ năm sau Chúa Nhật thứ 28 thường niên. Bài đọc 1. Năm chẵn trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô, chương 1 câu 1 đến câu 10. Khởi đầu thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Tôi là Phaolô, bởi ý Thiên Chúa được làm tông đồ của Đức Kitô Giêsu, kính gửi dân thánh tại Ê-phê-sô là những người tin vào Đức Kitô Giêsu. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần. Trong Đức Kitô Người đã chọn ta trước khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người ta trở nên tinh tuyển thánh thiện nhờ tình thương của Người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Kitô Giêsu, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu. Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của Người. Ân sủng này Thiên Chúa đã rộng ban cho ta cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. Người cho ta được biết thiên ý nhiệm màu. Thiên ý này là kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước trong Đức Kitô. Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, Người đã thực hiện bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chi thánh của Người. Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ. Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ, mặc khai đức công chính của Người trước mặt chư dân. Người đã nhớ lại ân tình và tin nghĩa dành cho nhà Israel. Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ. Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò đàn hát. Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ. Đàn lên mừng Chúa khúc hạc cầm dìu dặt, nương khúc hạc cầm reo rắt giọng ca. Kèn thôi vang xen tiếng tù và, tung hô mừng Chúa vị quân vương. Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, chính Thầy là con đường, là sự thật,
và là sự sống. Không ai có thể đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 11 câu 47 đến câu 54. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với mấy nhà thông luật rằng: Khốn cho các ngươi! Các ngươi xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các ngươi đã giết chết các vị ấy. Như vậy, các người vừa chứng thực, vừa tán thành việc làm của cha ông các ngươi, vì họ đã giết chết các vị ấy, còn các ngươi thì xây lăng. Vì thế mà đức khôn ngoan của Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ sai ngôn sứ và tông đồ đến với chúng. Chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như thế, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa. Từ máu ông Abel đến máu ông Zakaria, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các người biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các ngươi, hỡi những nhà thông luật! Các ngươi đã cất giữ chìa khóa của sự hiểu biết. Các ngươi đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các ngươi lại ngăn cản. Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-siêu bắt đầu căm giận người ra mặt và vặn hỏi người về nhiều chuyện gài bẫy để xem có bắt được người nói điều gì sai chăng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, khởi đầu thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô mà chúng ta vừa mới nghe trong ngày thứ năm sau Chúa Nhật thứ 28 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn. Chúng ta thấy nói về lòng thương xót của Chúa. Tuy rằng không có một chữ gì là lòng thương xót, nhưng chị em thử đọc từng câu, từng chữ coi. Mình sẽ thấy là đầy tràn lòng thương xót của Chúa. Trước tiên, Phaolô vẫn thói quen chào, mà chúng ta cũng nên có thói quen ấy, chào chúc cho nhau. Không phải chỉ chúc tiền, chúc của, chúc sức khỏe, vân vân. Nhưng mà xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Hai điều đó là điều mình cần hơn cả, hơn là tiền tài, chức tước, địa vị, danh vọng, quyền lực. Cái đó ai cũng ham, ai cũng mơ, ai cũng ước hết. Nhưng mà nếu không có ân sủng của Chúa thì làm gì có những cái thứ đó. Nếu không có ân sủng của Chúa thì những thứ đó không đem lại bình an đâu. Có khi chính những cái đó làm cho ta bất an. Mình chúc cho nhau có ân sủng thì mới có bình an, chứ không phải có quyền lực, tiền tài, chức tước, địa vị, danh vọng mà có bình an đâu. Anh không tin thì chị em cứ đi hỏi coi, những người làm lớn, những lãnh tụ các quốc gia coi. Càng quốc gia lớn bao nhiêu, càng quyền lực bao nhiêu thì càng bất an lo âu bấy nhiêu. Lúc nào cũng sợ nước khác xâm lấn mình, và lúc nào cũng hăm hăm đi xâm lấn nước khác. Có đúng thế không? Lúc nào cũng sợ người ta đảo chính, cướp chính quyền người ta, mất cái, đánh lấy mất cái vị trí lãnh đạo của mình, làm tổng thống, làm vua, làm chúa các thứ. Không bao giờ được bình an cả. Càng trèo cao thì càng té đau, càng cao danh vọng thì càng nhiều gian nan. Cứ nhìn mấy ông bà gác mấy ông xây lô ngày xưa đó, nằm dưới gốc cây đó, gác cái chân lên cái xe rồi ngủ gáy khò khò, cha lo cái gì cả. Ngủ dậy thấy làm điếu thuốc lào khò 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 khò, ăn miếng cơm, uống ly nước ức phát, thế là quạt quạt phay phay phay, cái đạp phun phon phon đi, cười nói vui vẻ. Còn những vị lớn
đi đến đâu thì phải tiền hô hậu ủng đến đó, phải không? Đi đến đâu thì phải có người đứng hai bên kè kè, chỉ sợ ám sát, chỉ sợ có sự cố gì xảy ra. Muốn dừng lại cũng không cho dừng, muốn ghé vào đâu cũng không cho ghé. Cho nên Đức Giáo Hoàng lần đi sang bên Hàn Quốc, người ta vạch đường cho mình, ngày đi đường A này, ngày bảo thôi thôi đi đường B cho nó thích, đi thoải mái đường B, làm rối rít trên công an rồi trật tự cảnh sát đi để mà điều binh khiển tướng bảo vệ Đức Giáo Hoàng. Hay là Đức Giáo Hoàng tiếp kiến đấy, hai bên có lính, có cận vệ đủ thứ hết. Đức Giáo Hoàng cứ thích đâu là ghé lại, cúi xuống ôm đứa bé này, cúi xuống bắt tay bà kia, cúi xuống chào ông nọ, thoải mái. Người ta cứ sợ là bị bắn, cứ sợ bị giết, thì Đức Giáo Hoàng bảo chết là cùng chứ gì đâu. Tôi không muốn sống như một tù nhân trên cái đài vinh quang. Có khi chúng ta là tù nhân trong cái tòa nhà, cái biệt phủ của mình. Đi ra thì sợ người ta ám sát, đi ra thì sợ người ta hại, đi ra thì sợ dơ, sợ bẩn. Có phải là tù nhân không? Một bước thì lên xe hơi, một tí thì cũng có cận vệ, đi đâu cũng phải có người chào đón, đủ thứ, mất tự do và chắc chắn chả được bình an. Lúc đó cũng lo lắng. Cho nên mình xin Chúa cho mỗi người anh chị em ạ. Trong ngày 13 tháng 10 này, xin Chúa cho mỗi người chạy đến với mẹ để thấy là mẹ là nữ vương trời đất. Mẹ là mẹ Thiên Chúa, mẹ của nhân loại. Nhưng mà mẹ sống rất giản dị, rất bình an vì mẹ tràn đầy ân sủng của Chúa. Chúa đã ban tràn đầy ân sủng trên mẹ. Mẹ nói, linh hồn tôi ngợi khen Chúa vì đấng quyền năng đã làm cho tôi những điều kỳ diệu. Lòng thương xót Chúa trải từ đời này đến đời kia. Mẹ bình an vì mẹ tràn đầy ân sủng của Chúa, chứ mẹ không đi tìm bình an nơi thế gian, nơi quyền lực, chức tước, địa vị. Nếu mà là một bà nữ hoàng, đi đâu đâu được như mẹ. Muốn đi thăm bà Elizabeth, bà chị họ là cứ vượt núi băng đồi ton ton mà đi. Chả cần phải tiền hô hậu ủng, chả cần phải hai bên đứng chào rồi vỗ tay rồi ra trao cho cái vòng hoa rồi đi vệ ba vệ vệ, mệt mỏi. Muốn ghé vào cầm củ khoai ăn nó không được, đúng không ạ? Muốn tắp vào mua trái chuối chiên ăn không xong. Mẹ tràn đầy ân sủng, quyền năng, lòng thương xót Chúa rợp bóng trên mẹ. Chứ mẹ không đi tìm vinh quang của một mẹ Thiên Chúa, nữ hoàng, vua trời đất, vân vân và vân, không tìm cái đó. Cho nên anh em chúc cho nhau ân sủng và bình an đi. Khao khát điều đó đi, mong ước điều đó đi. Còn những thứ khác, nó có thì có, nó không có thì thôi. Mất ăn mất ngủ về cái chuyện đó, buồn quá, cái này nó không bầu tôi làm chủ tịch, buồn quá mất chức chủ tịch, buồn quá cái này nó không làm bầu cho tôi được làm chức này chức kia, hay là đi sứ lớn này sứ lớn nọ, giờ lại đi về những sứ nhỏ đèo he hút gió, buồn quá. Nếu mà không có ân sủng của Thiên Chúa thì có sứ nào cũng thế thôi, có chức địa vị nào cũng thế thôi, cũng mất bình an. Nhưng mà khi mình có ân sủng lòng thương xót Chúa rồi, đổ tràn ngập trên mình rồi, thì cái sự bình an nó đến, ở đâu cũng được, làm gì cũng được, miễn là tôi có Chúa lòng thương xót ở với tôi là được rồi. Hallelujah. Như vậy mình mới gọi là bước đi trong thương xót. Bước đi trong thương xót. Trong năm nay ta nhấn mạnh lại là bước đi trong thương xót, chứ không phải bước đi trong quyền lực, tiền tài, chức tước, địa vị, danh vọng. Và mẹ đã bước đi trong thương xót. Chúng ta mừng mẹ ngày 13 tháng 10. Xin mẹ cho mọi người được cái ơn đó, khao khát ân sủng lòng thương xót của Chúa, để con có được bình an trong cuộc sống ngày hôm nay. Và Phaolô nói chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô từ cõi trời người đã thi ân giáng phúc cho ta được hưởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần. Thiên Chúa Cha đã trao ban cho chúng ta, đổ tràn trên chúng ta trong Đức Giêsu Kitô muôn vàn ân phúc của Thánh Thần.
thế dân giáng phúc. Mình còn khao khát gì nữa? Còn khao khát gì nữa? Muôn vạn ân phúc của Thánh Thần, mà có ơn của Thánh Thần thì mới có được sự bình an. Như Đức Giêsu hiện ra, các tông đồ đang ở trong phòng tịch ly, lo lắng sợ hãi. Chúa Giêsu đến, hà hơi trên các ông và nói, hãy lãnh nhận Thánh Thần, bình an cho các con. Có Chúa Thánh Thần mình mới có sự bình an. Và Thiên Chúa Cha đổ tràn đầy ân phúc của Thánh Thần trên chúng ta. Anh chị có thấy được điều đó không ạ? Có cảm nhận được ân phúc của Thánh Thần đổ tràn trên chúng ta từ nơi Thiên Chúa Cha qua Đức Giêsu Kitô, trong Đức Giêsu Kitô không? Mẹ Maria là người đã cảm nhận được điều đó. Xin cho mỗi người cũng cảm nhận được điều đó trong cuộc sống của mình, để mình bước đi trong thương xót, là mình được Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, là mình được đổ tràn đầy ân phúc của Thánh Thần. Trong Đức Kitô, người đã chọn ta trước khi tạo thành vũ trụ. Chúa đã chọn ta trước khi tạo thành vũ trụ để ta nên tinh tuyền thánh thiện. Chúa chọn ta trước khi tạo thành vũ trụ cơ. Anh sinh năm bao nhiêu? 79. Sinh nhật bao nhiêu? Ngày sinh nhật của anh 20 tháng 8 1979. Anh sinh cùng ngày cùng tháng với tôi, chỉ khác năm thôi. Nhưng mà không phải đến ngày 20 tháng 8 năm 79 thì Chúa mới tạo nên anh, còn trước đó Chúa không biết gì. Mà người đã tạo, đã chọn ta, chọn anh, chọn tôi, chọn từng người chúng ta trước khi tạo thành vũ trụ. Không phải là tình cờ mẹ anh gặp bố anh rồi sinh ra anh, không phải. Chúa tạo thành nên ta qua cha mẹ của mình. Và cái sự kết hợp giữa người vợ, người chồng, người cha, người mẹ để sinh ra đứa con ấy là trong chương trình, trong kế hoạch mà Thiên Chúa đã chọn để mình được trở nên tinh tuyền thánh thiện. Mà trở nên tinh tuyền thánh thiện không phải là bởi công phúc của mình, không phải bởi việc làm của mình, không phải công đức của mình mà để mình hãnh diện. Tôi tinh tuyền thánh thiện là nhờ tôi đọc kinh, nhờ tôi thế này thế kia. Không phải, nhưng nhờ tình thương của Ngài, nhờ lòng thương xót của Chúa mà Chúa cho tôi được trở nên tinh tuyền thánh thiện. Ơn của Chúa đổ xuống trên tôi. Vì nếu mà không có ơn của Chúa thì tôi cũng tội lỗi, tôi cũng yếu đuối, tôi cũng bệnh hoạn, tôi cũng làm đủ mọi thứ xấu xa trên cuộc đời này như những người khác thôi. Cho nên khi chị em nhìn những người mà họ đang làm những chuyện xấu, đôi khi mình cũng sốt ruột. Tại sao Chúa còn để cho họ, Chúa dung dưỡng họ như thế, Chúa để cho họ làm những điều ác như vậy? Xin thưa là vì Chúng muốn cho tất cả mọi người nên tinh tuyền thánh thiện. Và Chúa đổ tràn ơn sủng của người xuống. Nhưng mà Chúa cho con người có tự do. Anh có tự do lãnh nhận ân sủng của Chúa, hoặc là tự do khước từ ân sủng của Chúa. Khủng khiếp như vậy. Cái mầu nhiệm của sự tự do là mình có quyền chối từ Thiên Chúa đấng đã dựng nên mình. Nếu Chúa không tôn trọng tự do của mình, nếu Chúa không phải là một Thiên Chúa tình yêu, mà tình yêu thì phải có sự tự do, thì anh chết chắc rồi. Mình khước từ tao à? Biến! Nhấn nút biến không? Biến không? Biến lên. Biến lên. Nhưng mà Chúa cho mình cái tự do để khước từ. Rồi khi mình khước từ thì Chúa vẫn cho mình cái tự do để sống trong cái sự khước từ ấy. Rồi Chúa vẫn đợi chờ, lòng thương xót của Chúa vẫn đợi chờ để một ngày nào đó nó quay trở về, để nó được nên tinh tuyền thánh thiện như ý định ban đầu của Thiên Chúa. Chúa dựng nên mọi người, Chúa muốn mọi người sống thánh thiện, sống bình an, sống hạnh phúc. Chúa không muốn bất cứ một người nào hư đi. Cứ nói là bần cùng sinh đạo tặc, người nghèo khổ thì dễ sinh ra tội. Chắc chưa? Ta thấy ra tòa toàn những ông lớn, ông nhà giàu không. Cứ mấy ngàn tỷ, mấy ngàn tỷ, mấy trăm tỷ, mấy trăm tỷ. Có người nhà quê nào ra tòa đâu? Họ nghèo đấy. Có người dân tộc nào phải ra tòa vì cái tội tham nhũng không? Vì cái tội hối lộ không? Không. Toàn những ông to bà lớn, toàn những đại gia cứ xếp hàng về ra tòa rầm 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 rầm.
người này tham ô cái này, người này tham nhũng cái kia, trăm tỷ, ngàn tỷ là chuyện nhiều quá rồi, đếm không xuể. Mà có thấy người dân tộc hay người nhà quê ông Xích Lô nào bị cái tội ra tòa vì tội tham nhũng không? Ta thấy không? Chứ đâu phải là cứ giàu là họ tốt đâu, chưa chắc. Mà chưa, đừng có nghĩ là cứ nghèo là họ làm điều xấu đâu, chưa hẳn. Mỗi người có tự do. Người giàu cũng như người nghèo. Nếu anh nhà giàu thì anh phải chịu trách nhiệm nhiều hơn, vì anh là người cho nhiều thì Chúa đòi nhiều. Thế thôi. Đừng có hãnh diện gì hết đó anh ơi. Anh là đại gia, anh được mọi người khúm núm bởi vì anh vung tiền ra, anh làm mạnh thường quân, anh làm ân nhân, rồi đi đâu người ta cũng phải quỵ lụy anh. Lúc anh nằm xuống rồi bao nhiêu người phải đến viếng xác anh. Nghĩa lý gì? Nghĩa lý gì? Cho dù có bao nhiêu lễ đi nữa, có đồng tế, có làm đám tang anh thật long trọng đi nữa, nhưng mà lúc còn sống anh đã khước từ lòng thương xót của Chúa rồi thì khó lắm, khó lắm. Anh được tự do mà, Chúa ban cho anh cái đầy đủ điều kiện, tiền rừng bạc biển mà, cái gì anh cũng nhận hết. Mỗi lòng thương xót Chúa là anh từ chối, anh không nhận, tiêu rồi, tiêu không? Tiêu. Cho nên theo ý muốn và lòng nhân hữu của người thì người muốn ta được nên thánh. Theo ý muốn và lòng nhân ái của người thì Chúa muốn cho ta làm con của Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, để mình hằng ngợi khen ân sủng rạ người mà Thiên Chúa trao ban cho mình trong Đức Giêsu Kitô. Và nhờ máu Đức Giêsu Kitô đổ ra mà ta được cứu chuộc, được tha thứ tội lỗi. Đó là theo luật ân sủng rất phong phú của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến mức độ mà trao ban con một của Ngài là Thánh Tử Giêsu đổ máu ra, chịu chết để cứu chuộc ta, để ta được tha thứ tội lỗi. Vấn đề là mình có mở lòng ra, mình đón nhận ân sủng của Chúa hay không, đón nhận lòng thương xót của Chúa hay không, để được Chúa tha hay không, là cho mỗi một người chúng ta. Đừng có trách là tôi không biết. Bây giờ đã biết rồi, đừng có nói là tại sao không ai nói cho chúng tôi biết. Bây giờ nói rồi đấy, không còn cái lý do gì để khước từ. Và mỗi người chúng ta khi nhận được điều đó là cũng phải đi nói cho người khác biết về lòng thương xót của Chúa, để họ mở lòng ra mà đón nhận ân sủng rất phong phú mà Thiên Chúa đã rộng ban cho ta, cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. Chúa ban cho ta sự khôn ngoan thông hiểu thì ta mới biết được Chúa, mới hiểu được một Chúa. Còn không phải cái đầu này học hỏi, học nhiều biết rộng mà được biết Thiên Chúa đâu. Không phải tôi có nhiều bằng cấp, tôi là người có học vị, tôi là người có chức vị mà tôi được biết Thiên Chúa đâu. Không phải đâu. Tại sao anh nhà quê vẫn biết Chúa đây? Nó bà cụ kinh mà đời đời hôn kêu trời ơi, còn bà 82 tuổi vẫn lần chuỗi vì của con đau thương của Chúa Giêsu Kitô vẫn sốt sáng. Còn biết bao nhiêu vị có biết lần chuỗi lòng thương xót là gì đâu, có biết cũng có chịu lần đâu. Mình nghĩ rằng mình phải suy luận cơ, mình phải suy niệm cơ, rồi đạo đức cao cấp cơ, còn đạo đức bình dân thì thấp lắm. Coi rằng lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót Chúa là đạo đức bình dân, còn mình phải đạo đức gọi là cao cấp, đạo đức tri thức. Đạo đức còn có cao cấp với lại bình dân với tri thức cái gì nữa. Đã đạo đức là đạo đức, chẳng có gì gọi là bình dân với lại tri thức với cao cấp gì hết đó. Vì tất cả chúng ta đều là những con người tội lỗi, mà Thiên Chúa yêu thương, Chúa cho con một của Ngài đến để chuộc lấy lỗi lầm của mình. Chứ mình có xứng đáng gì đâu. Có phải là anh người có tiền, có của thì anh xứng đáng được Chúa cứu, hay là người dân cúng nhiều, hay là người ân nhân rồi xứng đáng được Chúa cứu. Còn tôi nghèo khổ, không có gì dân cúng, không có gì đóng góp thì không được, không xứng đáng hay sao? Như vậy thì còn gì là công bằng? Như vậy thì còn gì là tình thương? Đó chỉ là sự thiên vị, đó là sự quen biết. Hòn đất đem đi, hòn trì ném lại theo kiểu thế gian. Thiên Chúa của chúng ta không bao giờ như thế. Đừng có nhân danh Thiên Chúa mà đối xử như thế, làm ố danh Chúa ra. Người cho ta được biết thiên lý nhiệm màu là kế hoạch yêu thương người định từ trước, là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất.
quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Chỉ có một thủ lãnh là Đức Kitô thôi. Muôn loài trong trời đất là cả cái vũ trụ này, cả con người, cả mấy tất cả quy tụ lại dưới quyền một thủ lãnh là Đức Giêsu Kitô. Thì lúc đó mới có được sự bình an. Nhân loại sẽ không tìm được bình an cho đến khi nào quay về với lòng thương xót của Chúa, với chọn niềm tín thác. Quay về với lòng thương xót của Chúa là nhận Chúa là thủ lĩnh duy nhất, quy tụ muôn loài lại dưới quyền một vị thủ lãnh duy nhất là Đức Giêsu Kitô, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Lúc đó mới có được bình an đích thật. Còn mình đi tìm bình an nơi tiền của, nơi danh vọng, nơi chức tước không còn thùi. Nhắm mắt xuôi tay xuống, còn được gì nữa hay không? Mấy hôm nay biết bao nhiêu vụ đột tử đây. Hết đại gia này tới đại gia khác, hết ông lớn này đến ông khác. Tự nhiên đang khỏe mạnh này lăn đùng ra chết thôi. Mà nếu cuộc sống của mình lúc đang sống mà mình không đón nhận Chúa, bất chợt Chúa đến như kẻ trộm đó. Mình đang là thủ lĩnh của mình là tiền, thủ lĩnh là mình là một người nào đó mà mình đang tôn sùng, thủ lĩnh của mình là ông nào đó mà ông đang đỡ đầu cho mình, là vị nào đó là vị đang làm linh hướng cho mình. Mình cứ tôn thờ, tôn sùng ngẫu tượng như thế, không tôn sùng, tôn thờ một mình Đức Giêsu Kitô là vị thủ lãnh. Thì lúc Chúa đến, Chúa bảo: "Vì sao? Bây giờ đi với ai?" "Chứ bây giờ con đi với Chúa muộn rồi con à. Cả đời con đi tìm thủ lãnh là tiền, cả đời con đi tìm thủ lãnh là quyền lực. Bây giờ đi hết rồi. Giờ của sự công bằng rồi, giờ lòng thương xót hết rồi con à." Biết bao nhiêu lần tao nhờ ông cho Long giảng, biết bao nhiêu bài về lòng thương xót xuống mà không chịu nghe, còn chống đối nữa chứ. Thì bây giờ hết rồi con à. Cho nên Chúa nói khốn cho các ngươi trong bài tin mừng ngày hôm nay. Khốn cho các ngươi cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết. Các ngươi đã không vào mà những kẻ muốn vào các ngươi lại ngăn cản. Khốn cho các ngươi. Sự hiểu biết đấy là biết được Đức Giêsu Kitô, biết được Đức Giêsu Kitô đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Mình đã không đón nhận Đức Giêsu Kitô, không đón nhận lòng thương xót của Chúa, rồi còn dùng quyền mà không cho ai loan truyền, không cho ai tin nhận, không cho ai làm chứng, không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Khốn cho ngươi đấy. Đã không vào mà còn không cho người khác vào. Đã không tin mà còn ngăn cản người khác tin. Đã không loan truyền mà còn ngăn cản người khác loan truyền. Đã không làm chứng mà còn ngăn cản không cho người khác làm chứng. Để cho người ta biết về quyền năng lòng thương xót của Chúa thì thật khốn cho ngươi. Mời anh chị em cùng hướng về mẹ Maria, lấy kinh nguyện lòng Chúa thương xót trang 96, cùng hát và cầu nguyện bài Lời Mẹ Nhắn Nhủ của cố nhạc sĩ Huyền Linh. Xin mẹ cho chúng con, qua việc tôn sùng trái tim mẹ, qua việc lần chuỗi mân côi, phải đưa chúng con đến đỉnh cao và quan trọng nhất, đó là cải thiện đời sống. Cải thiện đời sống là tin nhận Đức Giêsu Kitô là cứu Chúa, là vị thủ lãnh của chúng con. Cải thiện đời sống đó là cộng tác với nhau, cầu nguyện, loan truyền và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, chứ không dùng quyền lực của mình mà ngăn cản công cuộc lòng thương xót của Chúa. Xin mẹ giúp con biết cải thiện đời sống, cải thiện cách sống và cách suy nghĩ không đúng với con đường lòng thương xót của Chúa. Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời, hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy nâng lần hạt mân côi. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vâng nghe mẹ rồi,
sớm chiều từ nay thống hối. Mẹ Maria ơi, xin mẹ đoái thương nhận lời, cho nước Việt sinh tươi, đức tin sáng ngời. Đôi môi như hoa cười, mẹ Maria vui tươi, có biết bao lớp người gần xa đua nhau bước tới. Lòng chút khói ngậm ngùi, mặt khổ đôi suối lệ đời, ngước trông về mẫu tâm, sống bên tình mẹ yên vui. Mẹ Maria ơi, mẹ Maria ơi, con vâng nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối. Mẹ Maria ơi, xin mẹ đoái thương nhận lời, cho nước Việt sinh tươi, đức tin sáng ngời. Mời anh chị em mở trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nặm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Và ơn Chúa. Chuyên đạo chuyện đời ngày 13 tháng 10, Thánh Edward, lễ Đức Mẹ Fatima. Đoàn con quỳ dưới chân mẹ, dâng hoa năm sau trước tòa mẹ cao sang, cùng lời cùng chúc chuyên đạo chuyện đời ngày 13 tháng 10, Thánh Edward, lễ Đức Mẹ Fatima. Thánh Edward. Vua Thánh Edward là một trong các vị quân vương cai trị nước Anh được thần dân quý chuộng nhất. Thánh nhân sống vào thế kỷ thứ 11. Vì các kẻ thù địch trong đất nước, Edward đã phải chạy đến sống tại vùng Normandy bên Pháp từ khi lên 10 cho tới lúc được 40 tuổi. Tuy vậy, khi trở về Anh Quốc làm vua, mọi người đã rất vui sướng chào đón Edward. Thánh Edward đã cai trị đất nước một cách rất tốt đẹp.
và hầu như Ngài luôn luôn giữ được nền hòa bình. Lý do là vì thánh nhân đã luôn tin cậy nơi Chúa và tỏ ra cương quyết trong những khi cần thiết. Vua Edward tham dự thánh lễ mỗi ngày. Ngài là một vị quân vương tốt lành, hiền hậu, chẳng bao giờ nói những lời cứng cỏi. Đối với những người nghèo khổ và các khách ngoại kiều, thánh Edward luôn đối xử với tấm lòng nhân ái đặc biệt. Edward cũng giúp đỡ các tu sĩ mỗi khi có thể. Chính vì lòng yêu mến giáo hội và đối xử công bằng với mọi người mà thánh Edward trở nên rất nổi danh đối với người Anh. Họ vẫn chào đón Edward mỗi khi ngài cưỡi ngựa ra khỏi lâu đài. Mặc dù làm vua với đầy đủ quyền hành, nhưng thánh Edward vẫn tỏ ra trung thực trong lời nói đối với Thiên Chúa và cả đối với thần dân của ngài. Trong lúc còn sống ở Normandy, thánh nhân đã dâng một lời khấn với Thiên Chúa. Edward khấn rằng nếu gia đình được bình an, ngài sẽ hành hương tới viếng mộ thánh Phêrô ở Roma. Sau khi lên ngôi vua, Edward muốn thực hiện lời khấn của mình. Nhưng các quý tộc biết rằng nếu Edward rời khỏi đất nước, thần dân sẽ nổi loạn và không ai có thể giữ nổi hòa bình. Vì vậy, mặc dù họ rất trân trọng, trân quý tấm lòng trung thành của Edward, họ vẫn không muốn để ngài ra đi. Thế rồi, toàn bộ được trình lên Đức Giáo Hoàng Leo thứ 9. Và Đức Thánh Cha đã quyết định nhà vua nên ở lại đất nước. Thay vào đó, nhà vua hãy bố thí cho người nghèo số tiền mà ngài sẽ định dùng để chi tiêu và trang trải trong chuyến hành hương. Đức Thánh Cha cũng xin Edward xây cất một tu viện để tôn kính Thánh Phêrô ở Westminster. Vâng lời, vua Edward đã thi hành ngay quyết định của Đức Giáo Hoàng. Edward qua đời năm 1066 và được an táng ngay tại tu viện hoành tráng mà ngài đã xây cất. Đến năm 1161, Đức Thánh Cha Alexander thứ 3 đã tôn phong Edward lên bậc hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, vua thánh Edward bằng vào đời sống của mình đã khuyên dạy những ai có tiền có của và có quyền hành. Có tiền của có quyền hành, hãy nên sử dụng chúng một cách có trách nhiệm vì lợi ích của người khác, chứ không dùng quyền để hành người khác, gọi là quyền hành. Chứ không dùng tiền của để mua danh bán chức. Chúng ta hãy nài xin vua thánh Edward chúc lành cho các nhà lãnh đạo trên thế giới, để cho họ biết sống như ngài, để tất cả mọi người được sống một cuộc đời an bình, hạnh phúc. Một vị vua mà làm thánh, thưa anh chị em, đâu phải cứ những người nghèo khổ mới làm thánh được, và đâu phải cứ những người giàu hay là những người có chức có quyền, những vị vua chúa không làm thánh được. Chúa mời gọi anh em hãy nên thánh như cha của anh em là đấng thánh. Anh em hãy nên hoàn thiện như cha trên trời là đấng hoàn thiện. Mỗi một người chúng ta đều được mời gọi nên thánh. Và có vị thánh đã nói, ông kia bà nọ nên thánh được, tại sao tôi không nên thánh được? Phải có lòng khao khát mong ước được nên thánh. Đó không phải là kiêu ngạo, đó không phải là mơ ước viễn vông, đó không phải là mình ảo tưởng, không. Đó là một ơn gọi, là một lời mời gọi để tất cả mỗi người chúng ta nên thánh trong địa vị, trong vai trò, trong chức vụ mà Chúa trao phó cho mình. Làm vua như Edward hay là những người nữ tu bậc hai như Faustina làm những việc tay chân cũng được mời gọi nên thánh và có thể nên thánh được nếu chúng ta hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng và lòng thương xót Chúa. Tôi nên thánh không phải vì tôi xứng đáng,
Tôi nên thánh không phải vì tôi tốt lành, tôi đạo đức. Tôi nên thánh vì tôi nhận biết tôi là người tội lỗi, người đớn hèn, người khốn cùng. Và tôi mở lòng ra để cho quyền năng lòng thương xót Chúa biến đổi con người khốn cùng này được nên xứng đáng là do quyền năng của Chúa, lòng thương xót của Chúa dành cho tôi, chứ không phải bởi tôi xứng đáng. Nhưng nếu tôi không cộng tác với ơn Chúa, nếu tôi cứ sống ơn hèn, nếu tôi sống buông thả, nếu tôi sống theo bản năng của mình mà không có một nỗ lực, không một cố gắng, không một hy sinh nào cả, không một hãm mình nào cả, thì làm sao nên thánh được? Augustino bảo, Chúa dựng nên tôi không cần có sự cộng tác của tôi, nhưng Chúa muốn cứu tôi thì phải có sự cộng tác của tôi. Phải có lòng khao khát, và lòng khao khát để được thể hiện bằng cuộc sống, bằng hành động, chứ không phải chỉ là một suy tưởng nên thánh rồi nên thánh, không có đâu. Phải chảy ra trong vậy. Có vị thánh nào mà không trải qua biết bao những đau khổ, những thử thách? Và đây có một cách xử lý của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 9 rất tuyệt vời. Vua Edward khấn hứa là đi hành hương, nhưng nếu mình rời khỏi đất nước hành hương đến viếng mộ thánh Phêrô ở Roma đó. Nhưng nếu mình rời khỏi đất nước thì có thể sẽ bị loạn, vì một ngày không có vua mà Edward đã phải lưu vong từ năm 10 tuổi đến năm 40 tuổi, là 30 năm lưu vong rồi mới trở về làm vua bên nước Anh được. Cho nên bây giờ nếu mà vua đi thì có thể sẽ nổi loạn. Bây giờ làm sao? Bây giờ mình đã hứa với Chúa rồi, không thể không thực hiện lời hứa ấy. Mà nếu mình đi thì lại thiệt hại cho đất nước, cho dân tộc mình. Hay cái là nhà vua khiêm tốn hỏi ý kiến của Đức Giáo Hoàng. Vua có quyền quyết định tôi muốn đi đi, tôi ai làm gì tôi cần phải hỏi ai, mà đã khiêm tốn xin ý kiến của Đức Giáo Hoàng. Và Đức Giáo Hoàng có một quyết định thật là tuyệt vời. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 9 là vua không nên đi, hãy ở nhà mà cai trị, mà chăm lo thần dân của mình, đó đẹp lòng Chúa hơn. Đi hành hương mà bỏ thần dân của mình rồi nó loạn lạc lên, rồi nó rối tinh lên thì chẳng đẹp lòng Chúa tí nào. Thay vì đó, lấy tiền mà mình sẽ chi phí cho chuyến hành hương đó làm việc bác ái, làm việc bác ái, bố thí cho người nghèo, đó là điều đẹp lòng Chúa hơn hết. Có những người đi hành hương hết nơi này đến nơi kia, đi đến 2-3 lần rồi tốn bao nhiêu tiền rồi khoe là mình đã đến bao nhiêu lần đất thánh rồi Fatima rồi lộ đức các thứ. Tốt thôi, mình có điều kiện ai dám cấm. Nhưng mà chả bao giờ làm việc bác ái. Nói đến việc đóng góp chia sẻ cho người nghèo thì không bao giờ. Mà hành hương chi phí bao nhiêu thì cũng sẵn sàng. Như thế thì có đẹp lòng Chúa và có đẹp lòng Đức Mẹ hay không? Chúa và Đức Mẹ bảo, bao nhiêu anh em của con, bao nhiêu người con của ta, sao con không chăm sóc, không thăm viếng, mà con cứ đến viếng ta mãi nơi này, tốn cả bao nhiêu tiền để làm cái gì? Để khoe, chứ được ích lợi gì đâu. Vừa mất thời giờ, mất tiền của, vừa tốn kém, mà chẳng ích lợi gì, vì chỉ để mà khoe cái thành tích của mình. Đây là người đã từng đi đến đất thánh, đến chỗ này, đến chỗ kia hành hương. Để được cái gì mà bao nhiêu người nghèo khổ đang cần mình quan tâm chăm sóc mà mình không để ý đến, lòng thương xót để đâu. Bây giờ mời anh chị em và các bạn chúng ta nhìn lên Đức Mẹ Fatima ngày 13 tháng 10, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng tại Fatima bên nước Bồ Đào Nha năm 1917. Cùng hân hoan chào đón tất cả những người đến kinh viếng Đức Mẹ Fatima. Ngày 13 tháng 10, Fatima, sứ điệp hòa bình và tình thương. Tình hình xã hội và chính trị của Bồ Đào Nha năm 1916 đến năm 1917. Từ tháng 8 năm 1914, châu Âu xảy ra trận Thế chiến thứ nhất, giết chết khoảng 6 triệu binh sĩ. Năm 1917, Bồ Đào Nha lâm vào hoàn cảnh xã hội và kinh tế tuyệt vọng. Về quân sự,
Bồ Đào Nha bó buộc đương đầu với hai mặt trận, một là với nước Pháp và một là với Phi Châu. Nhiều vấn đề căn bản đã không được giải quyết, tình hình lại thê thảm hơn. Dân chúng Bồ Đào Nha hầu hết là dân cư nghèo nàn, lương thiện, làm lũ tối ngày mà vẫn không đủ ăn. Về tôn giáo, ngay từ năm 1911, các nhà chính trị đã chạy theo những cơn lốc thù ghét giáo hội. Người ta bắt ép các học sinh thơ dại tuần hành ngoài đường phố với biểu ngữ cầm tay không cần Thiên Chúa, không cần tôn giáo, không cần Thiên Chúa, không cần tôn giáo. Chính trong thời mây mù phủ dày trên các dân tộc, cách riêng dân Bồ Đào Nha, thì những luồng ánh sáng hòa bình và tình thương của Thiên Chúa nhân từ đã chiếu xuống trên nhân loại. Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra tại Fatima. Ngày nay, nhiều người biết đến và nghe nói nhiều về Fatima. Fatima là một giáo xứ nông thôn, gồm khoảng 2.500 người cư ngụ rải rác trong khoảng 40 thôn xóm. Mọi người đều lao động trên các đồng ruộng. Các trẻ em cũng phải giúp đỡ cha mẹ những việc nhẹ như chăn bò, chăn dê, chăn cừu, những chú mục đồng. Phần lớn dân cư đều mù chữ, chỉ có khoảng 10% phụ nữ là biết đọc, biết viết. Các gia đình Dos Santos và Mato cư ngụ trong thôn Alustren. Gia đình Dos Santos có một bé gái sinh ngày 22 tháng 3 năm 1907. Gia đình người em họ Mato có một con trai là Francisco Mato, sinh ngày 11 tháng 6 năm 1908. Và một con gái là Jacinta Mato, sinh ngày 11 tháng 3 năm 1910. Ba bé này thường chăn dắt đàn cừu tại bãi gọi là Cova de Iria, cách thôn chừng 2 cây số. Trong năm 1915, Lucia, Francisco và Jacinta, ba trẻ, đã gặp thiên thần hiện ra với chúng ở bãi này. Khi về nhà thuật lại với cha mẹ, chúng bị cha mẹ mắng cho là đặt chuyện nói láo. Mùa xuân và mùa hè năm 1916, thiên thần lại hiện ra với chúng và dạy chúng cầu nguyện như sau: Lạy Chúa, con tin, con thờ lạy, con trông cậy và con yêu mến Chúa. Con xin Chúa tha thứ cho những ai không tin, không thờ lạy, không trông cậy và không yêu mến Chúa. Vào ngày đầu tiên của năm 1916, trời bắt đầu mưa. Ba em nhỏ là Lucia, 9 tuổi, và hai người em họ là Francisco, 8 tuổi, và Jacinta, 6 tuổi, đang trú mưa tại một cái hang. Bỗng nhiên một vầng ánh sáng trắng xuất hiện trên đồng cỏ. Các em đã sững sờ khi thấy một thanh niên trẻ đẹp trong y phục màu trắng đứng giữa vầng sáng. Người thanh niên trong vầng sáng ấy nói với các em rằng: Đừng sợ, ta là sứ thần hòa bình, hãy cùng ta cầu nguyện. Đoạn người quỳ xuống và cầu nguyện: Lạy Chúa, con tin kính, con thờ lạy, con trông cậy và con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những kẻ không tin kính, không thờ lạy, không trông cậy và không yêu mến Chúa. Thiên thần lại cúi đầu sâu hơn và cầu nguyện 3 lần như vậy. Các em cũng lặp lại lời cầu nguyện này với thiên thần. Vào một ngày mùa hè, đang khi các em vui đùa, thiên thần lại hiện ra với các em và bảo: Hãy cầu nguyện và cầu nguyện thật nhiều. Thánh tâm Chúa Giêsu và trái tim mẹ Maria đã dành cho chúng con đầy lòng thương xót. Hãy tiếp tục dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện và những ham mình. Hãy biến mọi việc làm thành những hy sinh dâng lên Thiên Chúa
để đền bù tội lỗi đã xúc phạm đến người và cầu cho kẻ có tội ăn năn trở lại. Bằng phương thế này, hòa bình sẽ đến với quê hương các con. Ta là thiên thần bản mệnh của nước Bồ Đào Nha. Hãy đón nhận và vui lòng chịu đựng mọi thử thách Chúa sẽ gửi đến cho các con. Mùa thu năm ấy, thiên thần lại hiện đến cùng các em. Trong lần hiện ra thứ ba này, các em thấy thiên thần một tay bưng một chén thánh, một tay cầm mình Thánh Chúa. Các em đã nhìn thấy những giọt máu nhỏ xuống trên chén thánh. Để chén thánh và mình Thánh Chúa lơ lửng trên không trung, thiên thần cung kính quỳ xuống đất và cầu nguyện: Lạy ba ngôi cực thánh, ngôi Cha, ngôi Con và ngôi Thánh Thần, con cung kính thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa mình và máu thánh cực trọng, linh hồn và bản tính Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô đang ngự trong các nhà chầu trên khắp hoàn cầu, để đền tạ vì những tội bội bạc thờ ơ xúc phạm đến Ngài. Cậy vì công nghiệp vô cùng của trái tim cực thánh Chúa Giêsu và trái tim vẹn sạch mẹ Maria, xin Chúa cho kẻ có tội được ăn năn trở lại. Những lần Đức Mẹ hiện ra, ngày 13 tháng 5 năm 1917, sau hơn một năm kể từ ngày thiên thần hiện ra lần đầu tiên cùng các em, và ngày 13 tháng 5 năm 1917, Đức Mẹ đã hiện ra cùng các em lần đầu. Cũng như thế, trong khi các em đang chăn cừu trên một cánh đồng hẻo lánh gần Covadaria, đó là một ngày trời nắng và trong sáng, bỗng nhiên các em thấy sấm chớp trên trời. Lo sợ về một trận bão bất thần của mùa xuân, các em vội lùa cừu vào nơi trú ẩn. Nhưng một vầng sáng chói lòa đã xuất hiện trên một cây sồi ngay hướng các em đang đi. Các em đã sững sờ khi nhìn thấy một bà đang đứng trong vầng sáng trên ngọn cây. Bà đẹp đến nỗi các em không thể nào diễn tả được. Sau này các em cho biết bà là Đức Mẹ rất trẻ và vào khoảng 16 tuổi. Đức Mẹ đã phán bảo các em: Hãy lần chuỗi môi khôi hàng ngày để đem hòa bình cho nhân loại và để chấm dứt chiến tranh. Sau khi hứa dâng chính mình cho Chúa và vui lòng chịu đựng mọi thử thách để đền tạ mọi tội lỗi đã xúc phạm tới Chúa và cầu cho kẻ tội lỗi ăn năn trở lại, kèm lại nghe tiếp: Rồi đây các con sẽ chịu rất nhiều đau khổ, nhưng Chúa nhân lành sẽ ở cùng các con và sẽ phù trợ các con. Ngày 13 tháng 6 năm 1917, Đức Mẹ lại hiện ra với các em. Cho đến lúc này, rất nhiều người đã hay tin về lần hiện ra đầu tiên, mặc dù các em đã cố giữ kín. Nhiều kẻ hiếu kỳ đã tụ tập tại Cova vào ngày 13 tháng 6 năm 1917. Đức Mẹ cho các em biết rất nhiều linh hồn sẽ phải sa hỏa ngục vì không có ai cầu nguyện và dâng các việc hy sinh thay cho họ. Đức Mẹ cũng cho Francisco và Jacinta biết là các em được về thiên đàng trước, còn Lucia sẽ ở lại để truyền bá mệnh lệnh Fatima. Đức Mẹ nói với các em: Ta muốn các con tiếp tục lần chuỗi mân côi hàng ngày, và sau mỗi mầu nhiệm các con hãy cầu nguyện như sau: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Ngày 13 tháng 7 năm 1917, khi Đức Mẹ hiện ra, chị Lucia đã hỏi: Xin bà cho con biết bà là ai? Và xin bà hãy làm một phép lạ để cho mọi người tin bà đã hiện ra với chúng con. Đức Mẹ đã phán cùng chị Lucia: Hàng tháng các con phải tới đây, và đến tháng 10 ta sẽ cho các con biết ta là ai và ta muốn gì.
Lúc đó ta sẽ làm một phép lạ để mọi người tin. Đức mẹ cũng phán: các con hãy hãm mình hy sinh để cầu nguyện cho kẻ có tội. Đức mẹ cũng dạy các em cầu nguyện như sau, đặc biệt trong lúc hãm mình hy sinh. Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng những hy sinh này để đáp lại tình yêu Chúa, để cầu nguyện cho kẻ có tội được ăn năn trở lại và đền tạ những tội xúc phạm đến trái tim vẹn sạch mẹ Maria. Khi Đức mẹ phán điều này, chị Lucia kể tiếp: cũng như các lần trước, Đức mẹ giang hai tay ra, nhưng chẳng phải là sự sáng láng huy hoàng của Thiên Chúa như các lần trước. Lần này, các em đã nhìn thấy một biển lửa. Nhào lộn trong biển lửa ấy là ma quỷ và các linh hồn tội lỗi trông giống như các cục than hồng, đen đủi và xám xịt, nhưng thân hình bị treo lơ lửng, đang bị lửa thiêu đốt, kêu la trong đau đớn tuyệt vọng. Thấy điều ấy đã làm cho các em kinh hoàng đến run rẩy khiếp sợ. Các em kinh khiếp đến nỗi không nói nên lời trước cảnh hãi hùng của hỏa ngục, đứng ngước nhìn về Đức Mẹ trong ánh mắt van nài để tìm được an ủi. Đức Mẹ bảo các em: các con đã nhìn thấy hỏa ngục, nơi linh hồn các kẻ có tội bị giam cầm. Để cứu các linh hồn khỏi xa hỏa ngục, Thiên Chúa muốn phát động lòng tôn sùng trái tim vẹn sạch Đức Mẹ trên hoàn cầu. Nếu các con thi hành các điều ta phán dạy, thì rất nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi và sẽ có hòa bình. Cuộc chiến này sẽ chấm dứt. Nhưng nếu nhân loại không ngừng xúc phạm tới Thiên Chúa, một cuộc chiến tàn khốc nữa sẽ xảy ra. Và trong một đêm nào đó, khi các con nhìn thấy bầu trời rực sáng bởi luồng sáng kỳ lạ, thì lúc đó các con sẽ hiểu đó là dấu chỉ Thiên Chúa sẽ trừng phạt nhân loại bằng chiến tranh và nghèo đói. Đức Thánh Cha và Giáo hội sẽ bị khủng bố ngược đãi. Để tránh tai họa này, mẹ muốn thế giới hãy dâng nước Nga cho trái tim vẹn sạch của mẹ, và mẹ muốn việc rước lễ mỗi ngày thứ bảy đầu tháng phải được thi hành để đền bù vì tội lỗi của nhân loại. Nếu các điều mẹ mong ước được thực thi thì nước Nga sẽ trở lại và sẽ có hòa bình. Nếu không, nước Nga sẽ gieo rắc các tà thuyết trên khắp thế giới, chiến tranh sẽ xảy ra, Giáo hội sẽ bị bách hại, người lành sẽ bị tử đạo. Đức Thánh Cha sẽ hiến dâng nước Nga cho mẹ, nước Nga sẽ trở lại và thế giới sẽ được hưởng hòa bình một thời gian. Ngày 13 tháng 8 năm 1917. Đến tháng 8 năm 1917, tin Đức Mẹ hiện ra đã gây khá nhiều xúc động, cho nên chính quyền địa phương đã phải báo động. Các em đã bị ông thị trưởng bắt và tống giam. Hơn 15.000 người đã chờ đợi các em tại đồi Cova ngày 13 tháng 8 năm 1917. Đến giữa trưa, giờ Đức Mẹ thường hiện ra, đám đông đã hốt hoảng và sợ hãi bởi sấm chớp. Đức Mẹ đã hiện ra. Một nhân chứng cho hay: ngay sau tiếng sấm là một làn chớp, và sau đó chúng tôi bắt đầu xem thấy một đám mây nhỏ, rất mỏng manh và rất trắng. Đám mây dừng lại trên cây sồi một vài phút rồi bay bổng lên không trung và biến mất. Khi chúng tôi nhìn chung quanh, chúng tôi đã nhận thấy một vài điều lạ thường như đã thấy ở các lần trước cũng như sau này. Mặt chúng tôi đã phản chiếu các màu sắc của cầu vồng: tím, đỏ và xanh. Và tôi đã không hiểu được tại sao. Đột nhiên các cây cối đã không phải có lá
mà là hoa, đất cũng phản chiếu các màu sắc, và cả quần áo chúng tôi đang mặc cũng vậy. Chúng tôi biết hiển nhiên Đức Mẹ đã hiện ra mặc dù các em vắng mặt. Vào ngày 15 tháng 8 1917, Đức Mẹ lại hiện ra với các em. Đức Mẹ tỏ ra không mấy hài lòng về việc làm của ông thị trưởng và nói với các em: vì việc trên, phép lạ Đức Mẹ định làm trong tháng 10 năm 1917 sẽ không được huy hoàng như đã định trước. Ngày 13 tháng 9 năm 1917, 30.000 người. Tới trưa ngày 13 tháng 9 năm 1917, hơn 30.000 người đã tràn ngập thung lũng Cova. Đức Mẹ đã nhắc các em siêng năng lần chứng minh cô hàng ngày và lập lại lời hứa là đến tháng 10 năm 1917, các em sẽ được thấy cả Thánh Giuse, Chúa Hài Đồng, Đức Mẹ Núi Camelo và Đức Mẹ Sầu Bi. Chẳng phải chỉ có ba em nhỏ của thôn Alustren là nhân chứng độc nhất của biến cố lạ thường ngày 13 tháng 9 năm 1917, mà là cả đám đông. Cha chính địa phận Leiria, Đức ông John Quasima đã xác nhận, đã nhìn thấy một cách tỏ tường và minh bạch, một vầng hào quang đã di chuyển từ đông sang tây trong một bầu trời trong sáng, tới chỗ vẫn hiện ra và sau một thời gian đã biến mất về hướng mặt trời. Ngày 13 tháng 10 1917, mưa như chút nước trên bãi Covadaria. Một đám đông khoảng 70.000 người, kể cả nhiều phóng viên chụp hình và các ký giả, tụ tập lại đây lần chuỗi đọc kinh cầu nguyện. Lúc giữa trưa, Đức Mẹ hiện ra với ba em và yêu cầu cho xây một nguyện đường tại đây để vinh danh Đức Mẹ. Đức Mẹ cũng loan báo Thế chiến thứ nhất sẽ sớm chấm dứt và yêu cầu những kẻ có tội hãy mau sám hối. Khi Đức Mẹ về trời thì mưa ngừng rơi. Mặt trời xuất hiện trên bầu trời xanh biếc. Đám đông đã có thể nhìn thẳng vào mặt trời và thấy mặt trời nhảy múa, tung ra các chùm tia sáng nhiều màu. Mặt trời dường như xuống thấp gần trái đất khiến đám đông sợ hãi. Việc lạ xảy ra trong 10 phút, sau đó mọi sự trở lại bình thường. Hiện tượng này đã được hầu hết đám đông chứng kiến và một số người ở cách đó mấy dặm cũng nhìn thấy. Trong thời gian này, các nhà khoa học trên thế giới không hề ghi nhận một hiện tượng khác thường nào của mặt trời. Trong khi đó, riêng ba em nhìn thấy Thánh Gia, rồi Đức Mẹ Sầu Bi, Chúa Giêsu Hài Đồng và sau chót là Đức Mẹ Núi Camelo lần lượt xuất hiện như đã hứa trước với ba em. Sau khi tới gốc sồi ở Covadaria, dưới thúc đẩy nội tâm, Lucia xin mọi người cụp dù xuống và lần hạt. Rồi các em thấy chớp sáng và Đức Mẹ hiện đến. Lucia hỏi: thưa bà muốn con làm gì? Ta muốn một nhà nguyện được xây ở đây để tôn kính ta. Ta là Đức Mẹ Mân Côi. Hãy tiếp tục lần hạt hàng ngày. Chiến tranh sẽ chấm dứt và binh sĩ sẽ trở lại gia đình. Còn có nhiều điều để xin mẹ, chứ một số bệnh nhân, hoán cải tội nhân và những chuyện khác. Được, một số sẽ được nhưng không phải tất cả được. Họ chỉ cần cải thiện đời sống và xin ơn tha thứ mọi tội lỗi. Rất buồn rầu, Đức Mẹ dặn tiếp: đừng phạm đến Chúa nữa vì Chúa đã bị xúc phạm quá nhiều rồi. Đừng phạm đến Chúa nữa vì Chúa đã bị xúc phạm quá nhiều rồi. Theo lời tự thuật của chị Lucia, Đức Mẹ mở tay ra, làm ánh sáng chiếu lên mặt trời. Khi Đức Mẹ cất mình lên, ánh sáng đó vẫn chiếu vào mặt trời.
Đó là lý do Lucia hô lên cho người ta nhìn vào mặt trời. Lucia không có ý kéo chú tâm của mọi người đến mặt trời, vì cô cũng không ý thức họ hiện diện đó hay không. Cô đã làm thế theo động lực bên trong. Một khi Đức Mẹ đã biến đi, Lucia thấy bên cạnh mặt trời Thánh Giuse và chú Hoài Nghi ban phép lành cho thế giới. Vì Lucia thấy hai đấng vẽ hình thánh giá. Một lát sau cảnh tượng đó biến mất và Lucia lại thấy Chúa và Đức Mẹ. Hình như Đức Mẹ đau thương. Chúa Giêsu ban phép lành cho thế giới cũng như Thánh Giuse đã làm. Cảnh tượng này cũng biến mất và một lần nữa con lại thấy Đức Mẹ giống như Đức Mẹ Camelo. Francisco và Jacinta bị chết sớm trong đợt dịch cúm Tây Ban Nha. Francisco chết năm 1919, Jacinta chết năm 1920. Cả hai em đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nâng lên hàng đáng tôn kính ngày 13 tháng 5 năm 1989 và được phong chân phước ngày 13 tháng 5 năm 2000. Mộ của hai em hiện nằm trong lòng Vương Cung Thánh Đường Fatima. Còn Lucia vào tu viện dòng Dottor Dorothea ở Pontevedra, Galicia, Tây Ban Nha, ngày 24 tháng 10 năm 1925. Sau đó khấn lần đầu ở Tây Ban Nha năm 1928. Năm 1925 và 1929, Lucia lại được Đức Mẹ hiện ra với mình. Tháng 10 năm 1934, Lucia khấn vĩnh viễn và lấy tu danh là Nữ tu Đức Mẹ Maria Sorbi. Sau nhiều năm điều tra, Giám mục Da Silva cai quản giáo phận Liria trong thư mục vụ ngày 13 tháng 10 năm 1930 đã công nhận sự kiện Đức Mẹ hiện ra với ba em nói trên ở Fatima và chính thức cho phép việc tôn sùng Đức Mẹ Fatima. Theo lệnh hàng giáo phẩm, Lucia đã viết các hồi ký về sự kiện trên gồm 4 bản, một bản năm 1935, một năm 1937, một năm 1941 và một đầu năm 1942. Năm 1946, nhân kỷ niệm 300 năm ngày dâng nước Bồ Đào Nha cho Đức Maria, vị sứ thần tòa thánh Vatican là Hồng y Marcella đã đội triều thiên lên tượng Đức Mẹ Fatima với sự tham gia chứng kiến của khoảng 600.000 tín hữu hành hương. Vương miện này do các phụ nữ Bồ Đào Nha cung hiến để cảm tạ Đức Mẹ đã gìn giữ Bồ Đào Nha trong cuộc thế chiến thứ nhất. Từ năm 1948, Lucia vào trong đan viện dòng kín Camelo ở Coimbra bên Bồ Đào Nha dưới tên Nữ tu Lucia Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội. Lucia từ trần ngày 14 tháng 2 năm 2005 ở tuổi 97. Thưa anh chị em và các bạn, tất cả những sự kiện của Đức Mẹ qua những lần hiện ra trên đây được tóm lại trong 3 mệnh lệnh, được coi như phương thế tối hảo để cứu vãn hòa bình thế giới. Đó là hãy cải thiện đời sống, hãy lần hạt mân côi và hãy tôn sùng trái tim mẹ. Hãy cải thiện đời sống. Cải thiện đời sống hay thống hối ăn năn tội là cụm từ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong Kinh Thánh từ Cựu Ước sang Tân Ước. Đó cũng là chủ đề chính mà Thánh Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu rao giảng. Bởi vì để được tha tội, để được cứu rỗi thì cần phải có lòng thống hối. Tại Fatima, Đức Mẹ cũng nhắc đi nhắc lại với ba trẻ việc sám hối cải thiện đời sống. Lần hiện ra ngày 13 tháng 6 năm 1917, chị Lucia xin Đức Mẹ chữa lành cho một bệnh nhân. Đức Mẹ trả lời, nếu anh ấy ăn năn trở lại thì trong năm nay anh sẽ được chữa lành. Lần hiện ra ngày 13 tháng 10 năm 1917, chị Lucia cũng muốn xin ơn cho một số người.
Đức mẹ nói, mẹ sẽ ban cho một số, còn một số thì không. Nhưng họ phải cải thiện và xin ơn tha thứ lỗi lầm của họ. Đừng xúc phạm đến Thiên Chúa nữa, vì Ngài đã bị xúc phạm quá nhiều rồi. Năm 1858, khi hiện ra tại Lộn Đức, Đức mẹ lập đi lập lại 3 lần với Thánh nữ Bernadetta: hãy sám hối và hãy sám hối. Vậy, thương chị em và các bạn, để được tha thứ tội lỗi, để thực hiện lời mẹ nhắn nhủ, mỗi người hãy quyết tâm cải thiện đời sống của mình bằng cách sám hối ăn năn và lãnh nhận bí tích giao hòa ngay tòa lòng thương xót. Siêng năng lần hạt mình côi, năm 1208, Đức Mẹ đã thân hành hiện xuống dạy Thánh Đa Minh truyền bá việc lần hạt mình côi. Năm 1858, khi hiện ra tại Lộn Đức, Đức Mẹ cũng mang theo tràng hạt và cùng lần hạt với Bernadetta. Đặc biệt ở Fatima, Đức Mẹ xưng mình là Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi. Ngài muốn chúng ta tỏ lòng tôn sùng Ngài trong phép lần hạt Mân Côi. Ngài khẩn khoản xin các em lần hạt và cổ động cho người ta lần hạt, và đó cũng là một trong 3 điều kiện để có hòa bình. Nhiều người nhờ ba trẻ xin Đức Mẹ ơn nọ ơn kia, Đức Mẹ thường trả lời: hãy bỏ người ta lần hạt Mân Côi. Chính Phanxicô lúc đầu không được trông thấy Đức Mẹ hiện ra, nhưng sau đó nghe lời chị Lucia, Phanxicô lần hạt và được thấy Đức Mẹ. Mừng kính Đức Mẹ hiện ra tại Fatima lần cuối 13 tháng 10 và cũng đang trong tháng Mân Côi, mỗi người tự hỏi: tôi có siêng năng lần hạt chưa? Hãy quyết tâm lần hạt mỗi ngày, lần hạt chung, lần hạt riêng và lần hạt một cách sốt sáng. Mỗi lần chúng ta họp nhau lần hạt chung với nhau, mỗi ngày được lãnh một ơn toàn sáng. Làm vậy, không chỉ chúng ta thực hiện lời mẹ dạy mà còn đem lại ơn ích hồn xác cho chúng ta và cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Tôn sùng trái tim mẹ. Mẹ Maria vừa là mẹ Thiên Chúa, vừa là mẹ của chúng ta. Bổn phận của chúng ta là phải tôn sùng mẹ. Hơn nữa, chính mẹ đã đích thân khuyên nhủ mọi người hãy tôn sùng trái tim mẹ. Trái tim đã bị đâm thâu vì tội lỗi của loài người. Mẹ khuyên nhủ chúng ta hãy yên ủi trái tim mẹ. Hãy ẩn mình trong trái tim ấy để chúng ta làm việc với mẹ, trong mẹ, vì mẹ và cho mẹ. Có nhiều cách để ta thể hiện lòng tôn sùng Đức Mẹ. Bằng cách mang ảnh mẹ trong mình, trang hoàng bàn thờ mẹ trong gia đình, tôn kính ảnh tượng mẹ tại các nơi công cộng. Tôn sùng trái tim mẹ bằng cách mang áo Đức Bà, như là áo Đức Bà núi Camelo. Bằng cách đọc kinh cầu Đức Bà, đọc kinh truyền tin giữa các ngày thứ bảy đầu tháng lần trước Mân Côi. Đặc biệt tôn sùng trái tim Đức Mẹ bằng cách tận hiến và phó thác cho mẹ. Thưa anh chị em và các bạn, sứ điệp của mẹ Fatima luôn có tính thời sự. Ngày hôm nay nhiều nơi trên thế giới vẫn còn đang chiến tranh và đang có nguy cơ hiểm họa chiến tranh hạt nhân nữa. Tội lỗi gương xấu lan tràn khắp nơi. Để cứu vãn thế giới, để đất nước thoát khỏi các đại nạn, để mỗi người được hưởng ơn cứu độ, mỗi người hãy đến với mẹ thực hành sứ điệp mà mẹ cho ban: cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt và tôn sùng trái tim mẹ. Chúng ta hãy nghe lời nhắn nhủ của vị cha chung giáo hội trong buổi tiếp kiến chung. Đức Thánh Cha Francisco nói: Đức Mẹ Fatima mời gọi chúng ta một lần nữa hướng lòng cầu nguyện, ăn năn và hoán cải. Mẹ muốn chúng ta đừng bao giờ làm phiền lòng Chúa nữa. Mẹ báo trước cho toàn nhân loại về việc cần bỏ mình theo Chúa, nguồn cội của yêu thương và thương xót. Hãy theo gương Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, một người sùng kính Đức Mẹ Fatima. Hãy để tâm lắng nghe Mẹ Thiên Chúa và xin hòa bình cho thế giới. Chúc tụng Chúa Giêsu Kitô.
lạy mẹ Fatima. Chúng con cảm tạ mẹ đã luôn đồng hành với nhân loại chúng con, nhất là trong những lúc khó khăn. Xin mẹ tiếp tục hướng dẫn và chỉ dạy để chúng con đi đúng đường lối của Chúa. Đặc biệt, xin mẹ cho mỗi người chúng con luôn biết cải thiện đời sống, siêng năng lần chuỗi, tôn sùng trái tim mẹ, để thế giới và đất nước Việt Nam chúng con được sống trong hòa bình thịnh vượng, trong lòng thương xót của Chúa. Mời anh chị em và các bạn lấy kinh nguyện lòng thương xót Chúa trang 96 cùng hát bài Lời Mẹ Nhắn Nhủ của cố nhạc sĩ Huyền Linh. Trang 96, kinh nguyện lòng thương xót. Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời, hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy năng lần hạt mân côi. Mẹ Maria ôi, Mẹ Maria ơi, con vâng nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối. Mẹ Maria ơi, xin mẹ đoái thương nhận lời, cho nước Việt sinh tươi, đức tin sáng ngời. Đôi môi như hoa cười, mẹ Maria vui tươi, có biết bao lớp người gần xa đua nhau bước tới. Lòng chút khói ngậm ngùi, mắt khô đôi suối lệ đời, ngước trông về mẫu tâm, sống trong tình mẹ yên vui. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vâng nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối. Mẹ Maria ơi, xin mẹ đoái thương nhận lời, cho nước Việt sinh tươi, đức tin sáng ngời. Sống đúng sống đẹp. Thứ năm 13 tháng 10 2022. Chuyện xưa tích cũ, sự tích chim kèn kèn. Lễ theo Chúa mẹ đã xin vâng, con theo mẹ con cũng xin vâng. Suốt một đời mẹ đã xin vâng, suốt một đời con cũng xin vâng.
ngày xưa, ở một làng nọ, có hai người sống cạnh nhau. Thế nhưng mà lại có hai cảnh đời trái ngược nhau. Một người thì giàu có, nứt đố đổ vách, của chìm của nổi không biết bao nhiêu mà kể xiết. Và sống bên cạnh, lão nhà giàu ấy là một người nghèo rớt mùng tơi. Đã thế lại còn tàn tật nữa. Từ nhỏ đến lớn ít khi được ăn miếng cơm nóng, kể cả củ khoai, miếng sắn cũng không có đủ để ăn no. Đúng là một bên thì ăn không hết, một bên thì lần không ra. Lão nhà giàu cậy tiền cậy của cho nên rất hắc dịch, mặt mũi lúc nào cũng vênh vênh váo váo. Cứ ra khỏi nhà là bắt bọn gia nô: "Võng đâu? Yeah. Lính đâu? Yeah. Đưa võng cho ta." Lão ăn chơi trác táng, cho nên dù còn trẻ, tóc còn xanh, răng chưa rụng, nhưng người thì gầy đét như con mắm. Quanh năm suốt tháng, lúc nào lão cũng ốm yếu. Còn mấy con nữa đâu đưa ra đây thảo. Còn anh nhà nghèo do mắc bệnh từ thuở nhỏ, cho nên lúc nào người cũng rúng gió, đi lại rất khó khăn. Quanh năm suốt tháng chỉ có mỗi một mảnh vải rách để che thân. Một năm kia trời làm hạn hán kéo dài, cây cỏ khó mọc, những đám rau dại quanh làng cũng khô héo dần rồi chết mất. Chẳng còn gì để ăn. Anh tàn tật đói quá, phải cố gắng bò ra cây vải. Mà cây vải này lại mọc ở giữa quả đồi trọc, cho nên anh ta phải bò đến cây vải nhặt quả ăn cho đỡ đói. Đường từ chỗ anh ở đến cây vải biết bao nhiêu là khó khăn, đường đá gập ghềnh. Với những người mà tay chân khỏe mạnh lành lặn đó, cũng bở hơi tai mới đến được đến nơi. Cho nên với một người tàn tật mà yếu ớt như anh ta thì khổ sở vất vả bò lết suốt từ sáng sớm tinh mơ cho đến tận chiều tà mới tới nơi được. Nhưng mà lúc đến được gốc cây vải thì anh mệt mỏi rã rời rồi, không còn đủ sức để mà nhặt cái quả vải nó rụng cho vào mồm nữa. Không phải anh lười để mà nằm chờ sung rụng, nhưng mà sức tàn hơi cạn, lực bất tòng tâm, lết được đến nơi thì không còn sức để mà với lấy cây vải mà cho vào miệng mình nữa. Trời thương. Đến chiều tối, khi mặt trời đã lặn sau quả núi, một cơn gió thổi qua rất mạnh, làm cành cây đung đưa, rụng đầy quả chín xuống mặt đất. Anh nhà nghèo cố lê lết, vun những quả vải rụng thành một đống để mà ăn dần. Đêm đó, anh ngủ một giấc ngon lành dưới gốc cây vải. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, anh thấy một đàn chim từ phía đông bay đến, chúng ríu rít đậu trên ngọn cây. Đàn chim đi tìm quả chín, nhưng chúng tìm mãi cũng không còn quả chín nào. Vì bao nhiêu quả chín đã rụng hết xuống đất từ chiều hôm qua với những cơn gió mạnh rồi. Lũ chim ngơ ngác một lúc rồi bay ào xuống mặt đất.
nhìn thấy đám quả chín được anh tàn tật vun thành một đống, nhưng chúng không dám bén mảng đến gần mà chỉ dám đứng nhìn từ xa xa. Anh nhà nghèo hiểu ra, anh với tay lấy mấy quả vải rồi vãi ra xung quanh. Anh bảo chim: "Chim ơi, chim ơi, chim có đói thì cứ vào mà ăn nha. Cứ vào mà ăn chim ạ, đừng sợ. Cứ đói thì cứ vào mà ăn." Nghe anh nói như thế, một con chim có cái mỏ bằng vàng, có bộ lông óng ánh như xà cừ, tướng tá to như chim đại bàng, cất tiếng nói rành rọt: "Chim không có công nhặt, chim không có công nhặt, sao người lại cho chim nhiều thế, sao người lại cho chim nhiều thế, chim không có công nhặt, sao người cho chim nhiều thế." Anh nhà nghèo nhuyễn miệng cười và nói: "Ồ, trời, cây là trời sinh, quả là trời dưỡng. Cây trời sinh, quả trời dưỡng. Tôi không có công chăm sóc cây, mà cũng chẳng có công vun tưới gì cả. Tôi chỉ có chút công nhặt quả thì có đáng là bao. Nếu chim có đói thì cứ vào mà ăn nha, không sao đâu, cứ vào mà ăn." Rồi anh nhà nghèo lại bốc thêm mấy nắm quả vải vãi ra chung quanh. Lũ chim thấy thế thì không còn sợ nữa mà đua nhau súng vào ăn. Chim đầu đàn quay sang nói với anh nhà nghèo tàn tật: "Anh quả là một người gieo lòng trắc ẩn, gieo lòng trắc ẩn. Quả ăn trừ cơm mà anh rộng tay cho không tiếc. Để trả ơn và để tưởng thưởng cho lòng tốt của anh, tôi cho anh một điều ước. Anh muốn ước gì cũng được, anh muốn gì cũng được, anh ước đi. Một điều ước, anh muốn gì, anh ước gì, anh muốn gì, anh ước gì, anh muốn gì, anh ước gì." Nói rồi đàn chim cất cánh bay đi. Anh tần tật ngồi nghĩ điều ước mà chim thần vừa cho. Từ bé đến giờ, anh luôn sống trong cảnh thiếu thốn, nghèo đói, nên chẳng bao giờ biết đến cảnh sung sướng là gì để mà ước. Mình ước cái gì bây giờ đây? Bé đến giờ toàn là nghèo, bây giờ tự nhiên vào ước biết ước cái gì? Mà ngày xưa mình có biết ước cái gì đâu, mà ngày xưa có ai cho mình ước đâu. Bây giờ tự nhiên bảo ước, ước cái gì bây giờ đây chứ? Vì anh vốn không quen ham muốn gì cả, không tham lam gì cả, đủ sống là được rồi, còn ham hố làm cái gì? Ước cái gì bây giờ? Chợt anh thấy một đám lính khiêng kiệu một ông quan đi qua. Anh định ước là trở thành một trong hai loại người này, một là làm lính, hay là làm quan. Cái ông này đúng là khờ thật đi, ước làm quan chứ ai lại ước làm lính, vậy mà cũng tính là ước làm lính này, rõ thật, chán thật. Nhưng khi bọn họ leo lên dốc, chẳng may một tên lính trượt chân ngã, kiệu đổ, lính đau, quan cũng đau. Viên quan cầu có bực tức, cầm cây gậy che quất chui bụi vào tên lính vì hắn làm cho ông đau. "Chúng mày làm như thế hả? Làm cho quan đau hết cái móng tay của quan rồi. Trời ơi, ôi móng tay quan đau quá. Ôi trời ơi, móng tay quan bị đau rồi. Ôi chúng mày đồ vô dụng này, là móng tay quan đau. Quan.
lính bị đánh đau, lẩm bẩm, mà kiếp cái móng tay đau mà cũng phải đặt. Đúng là người giàu đứt tay bằng anh mày đổ ruột. Chốc nữa tao té nữa, ông đau thì quan cũng đau. Chứ đừng có tưởng làm quan nó oai à. Cứ cậy có tiền có quyền bắt nạt người nghèo, chốc nữa ông té nữa, ông cầm cái đống bùn ông té cho quan chết con luôn. Cứ tưởng mà ngon mà. Người đều lính đâu? Dạ. Thấy vậy, anh tật tật lẩm bẩm. Làm lính thì bị quan đánh chửi, làm quan thì mặt mũi cau có hay ho gì đâu. Chẳng ai ưa, chẳng ai dám đến gần, nó chỉ sợ vậy thôi. Vậy thì làm lính cũng khổ mà làm quan cũng khổ. Không, ta không ước làm lính hay làm quan nữa. Thế thì bây giờ ước cái gì bây giờ? Sao mà mình không nghĩ được cái gì hay hơn? Vì suốt đời của anh có cái gì hay đâu. Miếng cơm manh áo lo chưa xong mà còn mơ với ước gì nữa. Một lúc sau, có mấy thầy mo đi qua. Người nào người nấy quần áo mũ nón sặc sỡ, xanh xanh đỏ đỏ. Tay lại xách lỉnh kính, nào thịt, nào rượu. Vẻ mặt tỏ vẻ an nhàn. Có thịt có rượu rồi. Wow. Anh tật tật thấy vậy cũng thích lắm. Mình xưa đến giờ đói khổ, kiếm miếng cơm không có, củ khoai cũng còn chưa xong. Bây giờ mình phải ước làm thầy mo mới được, để có thịt có rượu mà ăn. Vậy được rồi, còn mơ ước gì cao xa. Bỗng có cái cổ quẹo làm anh ta đau nhói. Cái cổ này trước đây cha mẹ anh cũng đã mời thầy mo về yểm bùa cúng bái cho anh khỏi bệnh, mà mãi không khỏi, tiền mất mà tật mang. Nhớ lại chuyện đó, anh mới thầm nhủ, không được rồi. Cái đám thầy mo này là người điêu ngoa hay lừa bịp. Làm thầy mo chỉ tổ cho thiên hạ chửi rủa chứ ích lợi gì đâu. Đi lừa thiên hạ cúng cúng vái vái, có cái ma cái quỷ gì đâu, hú hé lên xong rồi vẽ, xong rồi cúng, rồi rượu với lại thịt thì ăn cho đẫy vào. Không, mình không làm cái đám thầy mo thầy cúng này, đi lừa thiên hạ không được. Bây giờ ước cái gì bây giờ? Khó quá. Chợt anh thấy lão nhà giàu đi đâu về. Đại gia. Anh tần tật định ước giống lão nhà giàu, giống lão đại gia này, ăn sung mặc sướng, an nhàn thảnh thơi. Nhưng khi lão nhà giàu, cái lão đại gia này vừa đi khuất, thì anh thấy một đám người tay xách nách mang, nào khô ngô, nào thóc, nào sắn, nào khoai. Khuôn mặt thì ai nấy đều ủ rũ buồn bã như là đi đưa đám ma vậy. Anh bèn cất tiếng hỏi, các bác ơi, tại sao các bác có nhiều ngô, nhiều thóc thế kia mà mặt mũi ai cũng buồn sầu thảm não như vậy? Có ngô, có khoai ăn ngon rồi còn buồn cái gì nữa các bác hả? Có mấy người đứng lại, chỉ tay về phía lão nhà giàu, lão đại gia và nói, lúc sắp đến mùa cày thì lão bắt trâu, còn đến lúc giáp hạt thì lão lại đòi nợ. Sao mà cái số chúng tôi khổ quá, cái đám nhà giàu nó ăn trên ngồi chốc, nó bóc lột chúng tôi quá. Nó làm đại gia rồi nó đi đâu nó cũng vinh vinh vang vang là nhà tài trợ với lại ân nhân, mà thực tế thì sau lưng là nó bóc lột dân nghèo quá. Chúng tôi phải tức lắm, nó bắt chúng tôi gối đầu, nó mở nhà hàng,
rồi nó mua thịt của chúng tôi, mua cá của chúng tôi, nó đâu có trả tiền hết đâu. Bắt chúng tôi gối đầu, cuối tháng nó trả nữa, rồi lại đưa đồ cho nó, rồi lại trả nữa. Cứ như là chúng tôi là đồ ăn xin của nó, mà thật sự là chúng tôi bỏ đặt hàng cho nó phải trả tiền cho chúng tôi công bằng chứ. Công bằng mà nó không có, mà nó phải đặt, nó nói bác ai với lòng thương xót cái gì. Rồi đi đâu nó cũng khoe là nó đỡ đầu, nó là ân nhân, nó tài trợ. Nó bóc lột của chúng tôi rồi nó tài trợ chứ có phải là nó tốt lành gì đâu, xót thương cái gì đâu. Không biết thì cứ tưởng nó ngon lắm, sung xa sung sinh, rước sách rồi ngồi chỗ này ngọ chỗ kia, trọng vọng đón rước. Chết thì đầm đắp ma cho to vào, chết tôi đi chứ, tức lắm. Tôi nghèo như thế này đắp ma có ai khát thăm đâu. Mà nó mà chết đã nằm xuống thì hết người này đến người kia, hết vòng hoa này đến vòng hoa kia, hết phái đoàn này đến phái đoàn kia. Viếng, cúng, vái cho nó nhiều vào. Đừng có hòng mà lên thiên đàng, chỉ xuống 9 tầng địa ngục cái chứ nó bóc lột dân nghèo. Chúng tôi mới tưởng mình cúng, mình vái, mình lễ lại nhiều vòng hoa, cảnh trống mà lên thiên đàng à. Mứa mơ. Quá hiểu cảnh nghèo khó và túng thiếu như thế nào. Quá hiểu sự phân biệt giữa người giàu và người nghèo. Một cái khoảng cách, cái đối xử. Người giàu có tiền, cái gì cũng được, cái gì cũng xong. Còn người nghèo thì cái gì cũng không được và cái gì cũng không xong. Anh lắc đầu và thầm nghĩ, không, mình không ước mơ làm người giàu. Vì làm người giàu mà gây khổ cho người nghèo như thế thì đáng gì đâu. Rồi chết thì cũng có được mang theo đâu. Sống giàu mà làm khổ cho người nghèo thì giàu làm cái gì? Không, ta không ước mơ làm cái đám giàu, đám đại gia đó. Không. Ông ngồi anh lẩm bẩm, anh hát. Muốn cái gì đây, ước cái gì đây? Uống nước rồi hát. Nghèo, hát theo kiểu nhà nghèo. Không kèn, không trống, ông ấy lấy này ông gõ. Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên. Tôi muốn sống như loài hoa hiền. Tôi muốn mang một thứ co cây, vui trong gió và không yêu phiền. Tôi muốn mọi người biết thương nhau, không oán ghét, không gây hận sâu. Tôi muốn đời hết nghĩa thương đau. Tôi muốn thấy tình yêu ban đầu. Em có thấy hoa kia mới nở trong giây phút nhưng đẹp tuyệt vời, như hạnh phúc thoáng qua mất rồi, giờ đâu còn tìm được nét vui. Tôi muốn thành loài thú đi hoang, tôi muốn sống như loài chim ngàn. Tôi muốn cười vào những khoe khoang, tôi muốn khóc thương đời điêu tàn. Nếu muốn thì phải muốn như vậy. Nếu mà ước thì phải ước như thế. Chứ cứ ích kỷ, cứ lo cho bản thân mình, cứ muốn, cứ ước. Tiền của giàu có sang trọng mà làm khổ người khác, cười trên nỗi đau của người khác thì giàu có ích gì đâu. Tôi muốn khóc thương đời điêu tàn. Tôi muốn cười vào những khoe khoang của những con người hậm hĩnh giàu có ra vẻ ta đây. Phân vân một lúc, anh tàn tật nhìn lại mình, lưng còng, cổ quẹo, toàn thân co rúm. Nên anh liền ước, ta ước gì ta được lành lặn, khỏe mạnh, để có sức khỏe chồng nương phát rẫy tự nuôi thân, vậy là được rồi. Lời ước vừa dứt,
Anh tàn tật liền trở nên một thanh niên cao to lực lưỡng, cổ hết vẹo, lưng hết còng. Anh vươn vai, ưỡn ngực, hít một hơi thật sâu, rồi ghé vai ôm lấy cây vải nhổ thử xem sao. Anh vừa nhấc nhẹ cây vải đã bật gốc lên. Anh liền vác cây về trồng ở đầu làng. Lúc về đến làng, lão nhà giàu Tây Đại Gia ấy thấy anh thay đổi dung mạo, từ một người cổ quẹo lưng còng tay xéo mà nay lại khỏe mạnh phương phi lực lưỡng như thế. Lão liền hớt hải chạy tới hỏi: "Này, ngươi làm thế nào mà từ một người tàn tật lại trở thành người khỏe mạnh và cường tráng đến vậy? Kể ta nghe. Anh tàn tật thật thà kể lại toàn bộ câu chuyện, từ việc cho chim ăn quả vải chín như thế nào và chim trả ơn bằng điều ước ra sao. Chưa kịp để cho anh tàn tật nói gì thêm, lão nhà giàu: Hay quá, được rồi, bây giờ như thế này nhá. Ta cho nhà ngươi toàn bộ nhà cửa ruộng vườn của ta, rồi ngươi cho ta số vải chín mà ngươi mang về đó, ta đổi hết tài sản của ta lấy số vải chín đó." Đố tôi còn biết tại sao lão lại đổi tài sản của mình để lấy một nắm quả vải đó để làm cái gì. Lão này là lão tính toán lắm, nó keo kiệt, nó chùm sò lắm. Nó cho cái gì là nó tính toán không chịu được, nhưng cúng cái gì là nó bắt phải làm cái bảng tạ ơn to hơn cái nhà của nó. Ấy thế mà lại đổi hết tài sản để lấy mấy cái quả vải chín này là thế nào? Đố tụi con biết. Lão vừa làm xong tờ khế ước, anh này cũng khôn, sợ này lật lọng, sợ này nó hứa lèo, cho nên bắt làm một cái tờ giao kèo, giao ước đoàn hoàng: đổi tôi đại gia, đổi tất cả tài sản lấy mớ vải chín, ký tên vào, đóng dấu. Đố tụi con biết tại sao. Vì nghe kể lão đã thấy anh chàng này ngốc quá, khờ ơi là khờ. Ước gì không ước, lại ước trở thành người khỏe vậy thôi thì làm cái gì phải ước thật nhiều. Ước là gấp trăm, gấp ngàn, gấp triệu lần những tên đại gia. Nghìn tỷ ăn thôi gì, phải trăm nghìn tỷ. Dại quá. Cho nên vừa mới ký xong, lão mừng: cái thằng khờ này, cái này là ta ngon rồi, vớ vẩn rồi, đánh lừa được cái thằng khờ này. Mày cứ tưởng là cái tài sản này là ngon là chưa ăn thua gì đâu, ta mà ước thì ta ước cả triệu lần như thế. Cho nên lão với vợ con, lão với gia nhân lóc cóc chạy thẳng vào cái khu đổ chọc, nơi mà có mấy con chim sẽ đến ăn vải. Đến bên gốc cây vải đã bị bật gốc rồi, vợ con lão và đám gia nhân ngồi thu lu chờ chim đến để ăn vải. Và rồi đàn chim cũng đến, tung cánh chim tìm về tổ ấm. Vợ con lão chẳng hiểu đầu đuôi sự tình như thế nào, cứ trố mắt ra nhìn. Cái ông nhà mình chắc bị mất mát, đổi hết tài sản mà lấy được cái nấm vải chín rồi lên đi gốc cây mà ngồi là cái gì cái ông này? Hả? Ông có bị làm sao không? Ông có bị con nào nó bỏ bùa bỏ ngải bỏ mê gì hay không hả ông? Ông bị sao không? Như vậy của cả như thế ông chưa hài lòng hay sao? Ông còn tham cái cỡ nào nữa? Chứ mà tham ghê quá đi, tôi tham không đấy mà. Tôi tham mà ông còn tham hơn tôi là sao? Lão nhà giàu ngồi chờ, đàn chim đến. Vợ con lão chỗ mắt nhìn. Lão nhà giàu mới đưa quả vải ra nhử chim, mồm thì bảo: cây vải đã bị thằng tàn tật nó nhổ mất rồi,
Bây giờ mà muốn ăn quả chín chẳng dễ đâu. Ta còn mấy quả đây này, chim có muốn ăn không? Nhưng chim ăn vải thì phải cho ta 100 điều ước, chứ không phải là một điều ước. Còn nếu không thì đừng hỏng có mà ăn. Đàn chim đã đói, nhưng mỗi lần chim chỉ có cho được một điều ước thôi, chứ không thể hơn. Cho nên không thể đổi cho lão nhà giàu được lấy 100 điều ước vì không thể. Khi mặt trời sắp lặn, đàn chim không có vải để ăn, sắp sửa bay đi. Lão nhà giàu biết là không thể đổi nắm quả vải này lấy hơn một điều ước, cho nên lão đồng ý đổi. Được chim thần cho một điều ước, lão đắc chí cười hả hê, giục cả nhà đứng dậy chung quanh và dõng dạc: đây là điều ước, hãy cho ta trẻ lại này, giàu sang gấp trăm gấp ngàn lần cũ này, nhiều vàng bạc đất đai châu bò hơn cũ này, nhiều nhiều nhiều, ta ước nhiều 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 nhiều. Lão nói hết hơi để có chữ nhiều nhưng thôi là sợ nói không kịp đâu, chỉ có một điều ước thôi mà. Chưa kịp nói hết câu nhiêu 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 thì cái mồm của cả nhà lão nhô ra nhọn hoắt, hai cánh tay biến thành đôi cánh, móng biến thành vuốt, lông vũ thi nhau mọc tua tủa khắp người, thân thể bốc mùi khét lẹt và hôi hám nồng nặc. Kể từ đó cả nhà chúng biến thành một loài chim, nhưng chứng nào tật ấy vẫn giữ tính cách như lúc còn là người. Cho nên cái loài chim ấy hễ cứ thấy xác chết ở đâu là bâu lại, xác chết ở đâu là bâu lại, xác chết ở đâu là bâu lại. Chúng đi tới đâu cũng bị thiên hạ xua đuổi, và do thái độ lúc nào cũng kênh kênh kiệu kiệu, lúc nào cũng nghĩ rằng mình còn là đại gia, lúc nào cũng nghĩ mình còn là ta đây, kênh kênh kiệu kiệu. Cho nên người ta chúng gọi là chim kênh kênh hay là chim kền kền. Đó là sự tích của chim kền kền kiêu kiêu. Chúng ta có thấy chim kền kền bao giờ chưa? Chưa. Bây giờ thì hơi khó, vì nó dường như nó bị đang bị diệt chủng hiếm. Chim kền kền thì không có, nhưng mà những người sống kền kền, kiểu kền kền thì nhiều lắm. Tại vì gặp đứa nào nó cũng kền kền. Hồi xưa cháu còn bé đó, hay đi đánh nhau. Vì đang chơi gặp mấy cái đứa nó nhà giàu đi ngang qua, mặt nó cứ kền kền là ra đánh, phải không? Trong xóm cha là cứ như vậy, thấy thằng nào kền kền, mày thằng này kền kền mày ra sơi. Súng mà đánh nó một trận xong rồi bỏ chạy. Kền kền hay là kên kên là tên gọi chung của một nhóm các loài chim ăn thịt và ăn xác chết, sống ở các châu lục ngoại trừ châu Nam Cực và châu Đại Dương. Một trong những đặc điểm của kền kền là đầu thường chọc, cho nên mấy nhà giàu gọi là chọc phú. Một trong những đặc điểm của kền kền là đầu nó chọc, không có lông. Vì do tập quán nó ăn thịt xác chết, mà ăn thịt xác chết bằng cách là nó thò cả đầu vào xác con vật để ăn thịt. Nó thò cả đầu vào xác con vật để ăn thịt, cho nên đầu bị dính máu và dịch từ xác con mồi. Mà nếu mà cái đầu nó mà có lông thì sẽ bị dính máu và những chất nhờn từ xác con vật nó chảy ra thì nó sẽ bị khó sạch, cứ khô nó dơ. Cho nên là cái đầu của con kền kền nó không có lông, nó chọc, cho nên nó chui vào nó ăn, rút ra, chui vào nó ăn, nó rút ra, nó không bị dính, không bị dơ. Mà đặc điểm này giúp cho kền kền rửa sạch đầu nhanh chóng ở các con sông gần đấy. Ăn xác chết xong nó ra, nó nhúng đầu xuống nước, nó rửa. Cho nên là muốn gội đầu mau sạch chỉ có cách là cạo chọc. Khỏi tốn lược, khỏi tốn dầu thơm.
Ken Ken ít khi tấn công một con thú khỏe mạnh lắm, nhưng có thể giết chết những con bị thương hay bị bệnh thôi. Chỉ bắt nạt những con bị thương hay bị bệnh. Gặp con thú khỏe mạnh, Ken Ken không làm gì được. Khi mà xác con mồi có lớp da quá dày với cái mỏ Ken Ken, nó không ăn được cái da con thú quá dày, mỏ nó không ăn được, thì nó sẽ chờ cái loài ăn xác thối lớn hơn tới ăn trước. Rồi chúng nuốt ngấu nghiến thức ăn khi thức ăn còn thừa thãi, cho đến lúc mà cái diều nó căng phồng và nó ngồi xuống nó ngủ gà ngủ gật để cho tiêu hóa thức ăn. Tham đến cỡ đó. Chúng không tha thức ăn cho những con chim non của chúng. Thường là chim tha mồi về nuôi con mình, tha mồi nuôi con. Nhưng mà kền kền này đó, là loại tham mà. Nó ăn cho nó đầy cái bao tử nó, xong rồi nó ngủ gà ngủ gật để tiêu hóa thức ăn. Tiêu hóa thức ăn không hết, nó mới đi về cái tổ nó, cho con của nó. Nó quẹ thức ăn ra để nuôi con, chứ không tha thức ăn về để nuôi con. Ngược lại với nhiều loại chim săn mồi khác, trong văn hóa phương Tây, kền kền thường bị coi là đáng ghê tởm do nó gắn liền với cái chết. Một số nhà báo theo chủ nghĩa giật gân tìm kiếm các tin tức về các vụ phạm tội đẫm máu, đôi khi cũng gọi là kền kền. Các nhà đầu tư tài chính tìm kiếm các công ty hay các quốc gia đang mắc nợ để mua các loại chứng khoán ở giá thấp, cũng được gọi là các quỹ kền kền. Các luật sư mà thu lợi từ cái chết, chẳng hạn là thừa kế, ngộ sát, hay là các luật sư trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, cũng có thể bị gọi là kền kền. Những loại người mà cứ lợi dụng lúc người ta khó khăn, lúc người ta túng quẫn để mà trục lợi thì gọi là kền kền. Vì chim kền kền nó chỉ ăn thịt những con vật mà yếu bị thương thôi. Con khỏe nó không dám. Cho nên lúc người ta khỏe mạnh, lúc người ta đầy đủ, không làm gì được. Mà lợi dụng lúc người ta yếu, lúc người ta sa cơ thất thế, lúc người ta túng quẫn, ép giá, rồi siết nợ, rồi thì bẻ chân, bẻ tay người ta để mà lấy nợ nữa không chừng. Tức là những con người mà đáng lý ra, khi người ta bị thương, khi người ta gặp khó khăn, khi người ta gặp thử thách thì phải có lòng thương xót. Mà không có lòng thương xót mà lại lợi dụng lúc đó, lúc người ta bị Covid, mọi người đang khổ thì nâng cái giá thuốc lên, rồi làm những thuốc giả, lợi dụng cái đó trục lợi. Cái thử test Covid, người ta đang khổ, đang lo sợ gần chết, test Covid có 10.000, nâng giá lên 100.000, rồi hưởng lợi với nhau. Nguyên cái đám kền kền, từ bác sĩ, từ thứ trưởng, từ gì đó, nguyên băng đi vô tù hết. Đó là lũ kền kền. Rồi những người mà trên YouTube, trên mạng, cứ lợi dụng chộp những cái tin tức, mà tin tức tối, đăng những tít thật là giật gân, xác chết trên đỉnh nhà thờ chẳng hạn, cha Long bị té xe 10 vòng đang ngắc ngoái chẳng hạn. Đó, những cái tựa đề giật gân như vậy để mà câu view, đó là thứ kền kền đó. Lúc người ta đang khó khăn, lúc người ta đang là hoạn nạn thì đến mà chia sẻ, nâng đỡ, an ủi. Phải có lòng thương xót, mà không có lòng thương xót thì chỉ có là kền kền thôi. Rất nhiều kền kền bây giờ, nhiều lam đi động thế, kền kền, muốn biết khi nào có kền kền đến, đố tụi con biết bằng cách nào. Đang giàu có, kền kền nó có đến không? Đang là chức tước, địa vị, danh vọng, kền kền nó có đến không? Đang là có quyền lực, kền kền nó có đến không? Đang đẹp, kền kền nó có đến không? Bây giờ bắt đầu sa cơ thất thế, bây giờ bắt đầu phá sản, bây giờ bắt đầu bị thất bại,
bây giờ bắt đầu bị đi bị thế này thế khác, kền kền bu lại, kền kền bu lại rỉ hết. Đấy, lúc mà mình Chúa Giêsu nói với Faustina, đau khổ có giá trị của nó, giá trị vô cùng. Vì chính lúc đau khổ con mới biết ai là bạn thật, ai là kền kền. Lúc mình đau khổ, lúc mình thất bại, lúc mình gặp thử thách, lúc mình bị thất vọng, kền kền đến là chỉ rỉa thôi, đập cho mình vùi dập luôn, không thèm ngó ngàng gì đến, vùi dập mình luôn, kền kền. Còn những người bạn thật, những người có lòng thương xót là lúc đó là bạn thật đó. Đến với ta không vì tiền, không vì danh vọng, không vì chức tước, không vì địa vị, mà chỉ vì lòng thương xót mà thôi. Chỉ vì lòng thương xót mà thôi. Chúng ta, chú còn thấy cuộc sống này có nhiều thứ kèn kèn lắm. Có nhiều thứ kèn kèn lắm. Mà những người như là cái ông phú hộ trong câu chuyện, cái ông đại gia đó, đó là một thứ kèn kèn đấy. Sao trong lúc mình đang giàu có như thế, người anh em của mình nghèo khó, nó vừa nghèo, nó vừa tàn tật, mà không một chút xót thương. Y như câu chuyện gì chúng con nhớ trong bài tin mừng, chú nói ông gì với ông gì. Ông nhà giàu, phú hộ với ông nhà nghèo đó, tên là gì? Lazaro. Đó, cái anh tàn tật đó là Lazaro đó. Không một chút xót thương. Vừa rồi, có một đại gia qua đời. Bất ngờ, người vợ mới nhắn tin trai cho đến và cầu nguyện cho chúng con thấy được lòng thương xót của Chúa. Tha thiết xin cha đến. Tụi nó có biết bao nhiêu là đấng bậc, bao nhiêu là vị vọng, bao nhiêu là phái đoàn đến rồi mà. Bảo nhưng mà con cần lòng thương xót. Và nếu mà cần lòng thương xót thì tôi đến. Mà khi tôi đến, thấy biết bao nhiêu là vòng hoa, cả trăm trăm vòng hoa trắng đẹp, dãy tổ chức tang lễ như là một tang lễ chính phủ. Vừa bước vô là ghi danh rồi thông báo, gọi vào trong, rồi xếp thứ tự, rồi gọi ra ngoài, được vô, được ra, được vô, được ra, mới được vô thứ tự. Rồi đi một dãy dài, thì cả mấy chục mét đi qua một hàng lính bảo vệ, rồi thì hoa trắng phau hai bên. Tôi nói tôi chả có ghi danh gì hết trơn đó. Này chủ nhà gọi tôi đến làm lòng thương xót thì tôi đến. Nói vô gọi bà chủ ra đây. Nên tôi đi, cứ đi vô. Nói bà chủ chạy ra nói bây giờ có cho vô hay không. Vì viếng xác anh ấy đó, bây giờ có cho vô không, cho vô thì tôi vô, mà không cho vô tôi đi về. Thấy bây giờ bảo vệ chặn lại không cho vô. Bảo không không cho, mời cho vô, mời cho vô. Thì khi mà vô thấy hòa quá sức. Tôi nói là tôi đến đây không phải với tư cách là đến để mà tri ân hay là đáp nghĩa gì với đại gia gì. Tôi chẳng có ân nghĩa gì với đại gia hết. Tôi đến đây là một mục tử đi thăm viếng một con chiên của mình để an ủi gia đình vì sự ra đi đột ngột của người thân. Mà sự ra đi đột ngột của người thân này muốn nhắc nhở chúng ta cái gì, bài học gì, đó mới là điều quan trọng. Còn khóc lóc kèn trống, tôi vô thôi thổi kèn, tôi bảo không thổi kèn, đưa mới nhang, tôi bảo không có nhang đèn gì hết, khói lên. Tôi vô để Chúa sai tôi đến để nói cho gia đình biết những bài học mà Chúa muốn nói về lòng thương xót. Thứ nhất là lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị, Chúa gọi bất kỳ lúc nào. Có phải là mình có tiền, bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu là y tá, bao nhiêu là thuốc men tốt, có giữ được mạng sống thêm một giây không? Chứ bảo mình không kéo dài được một gang tấc nào đâu. Cho nên đừng ỷ rằng mình có tiền, mình muốn làm gì thì làm. Đó là điều thứ nhất. Luôn luôn phải chuẩn bị. Và chuẩn bị bằng cách nào? Chuẩn bị bằng cách là làm việc bác ái. Sống mà không làm việc bác ái bây giờ chết hết rồi. Bị chị các cháu lo mà làm việc bác ái cầu cho anh, chứ đừng có hoa nến này, kèn trống này vứt đi hết. Tại sao không lấy một 300 cái bông hoa này để đổi lấy
30 tấn gạo cho đồng bào miền Trung đang nghèo, đói khổ để họ cầu nguyện cho. Anh còn mau được lên thiên đàng hơn chứ. Rồi, hãy tin vào lòng thương xót Chúa. Dù có ra đi như thế nào, một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài thánh ý Chúa. Cho nên, lòng thương xót Chúa lớn hơn muôn vàn tội lỗi của cả nhân loại. Cộng lại, hơn tội lỗi của anh ấy hay là tội lỗi của tôi. Lòng thương xót Chúa lớn hơn. Cho nên là mình phải tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa để đừng có lo sợ vì sự ra đi đột ngột ấy. Phó thác cho lòng thương xót Chúa, phó thác anh ấy cho lòng thương xót Chúa bằng việc hy sinh, cầu nguyện và làm việc bác ái. Chứ không phải phó thác xong rồi làm ngược lại hết thì như vô ích. Hoa này mai mốt đem là nghĩa trang nó vứt hết, làm cái gì đâu. Tại sao ông giúp cho bao nhiêu người nghèo? Và thứ bốn nữa, tôi đến người ta phúng điếu bằng hoa, tôi mấy lòng thương xót Chúa. Chị ra đây, đây là quả phúng điếu của tôi. Con ra đây phúng điếu. Hồi xưa con còn bé, bố con với cha đã thân với nhau lúc mà còn hành vi cơ, chứ không phải bây giờ. Mà tại lúc bây giờ thì cha không có đến nữa vì quá nhiều người đến. Nhưng mà tôi có 300 cái máy này, tôi phúng điếu cho anh. Anh, quà của anh đó, nói vợ con anh tặng cho những người đến phung điếu anh để họ nghe và họ cầu nguyện cho anh, họ còn nhớ đến anh. Tôi có 300 cái máy tặng, quà phung điếu của tôi đấy. Thế thì gọi ra giờ quỳ xuống cầu nguyện lòng thương xót Chúa đi, đừng bận tâm gì chuyện video hay là cái gì, quên hết đi, cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Rồi tôi nói với anh, tôi về nó phép xong tôi lại quan tài, nói anh, người ta nói anh là người có phúc, anh có hết mọi sự trên thế gian này rồi đúng, anh không còn thiếu gì nữa phải không, còn thiếu gì trên đời này, không thiếu gì nữa, nhưng mà còn thiếu gì, lòng thương xót. Mà cuối cuộc đời Chúa nói với Faustina là mọi sự không còn gì, chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót thôi. Cho nên hôm nay tôi đến đây tôi nói với anh là cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, bây giờ thì anh không còn cơ hội nữa rồi. Chúa nói lần chuỗi lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho những người đã qua đời. Chị, các cháu, lần chuỗi lòng thương xót Chúa, hy sinh và làm việc bác ái cầu cho anh. Còn đừng có làm những gì nghi thức nó hình thức bên ngoài, không nghĩa lý gì. Đó thì trở lại câu chuyện này. Thì khi mình nằm xuống, kền kền nó đến cũng nhiều lắm. Mình nghèo, mình chết, kền kền nó đến để nó ăn thịt mình. Tức là nó chẳng thèm ngó ngàng gì mình hết. Đó là một thứ kền kền. Mình giàu có, kền kền nó bu lại. Cũng là thứ kền kền. Đúng không ạ? Để quan hệ, mà, để lấy tiếng, thế này thế kia. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái ông nhà giàu đó trong câu chuyện đó, tin mừng cũng vậy mà trong câu chuyện sự tích chim kền kền này cũng vậy. Đến lúc mà chết và không ngộ ra được mà. Thấy chưa? Ngộ ra, không phải không ngộ ra được mà. Đáng lý mà ông ấy ngộ ra thì ông không thành con chim kền kền đâu. Sẽ thành chim họa mi. Nếu mà lúc chết ngộ ra là thôi, tất cả những sự ham muốn của tôi không còn nghĩa lý gì hết. Tôi chỉ ham muốn là được hưởng phần phúc thiên đàng, hưởng hạnh phúc đời đời thôi. Thì Chúa cũng cứu thôi. Nhưng mà tức giờ chết rồi, những đại gia đó, những tay nhà giàu đó mà vẫn còn tiền là trên hết. Cho nên ước có tiền nhiều. Mà không ước lòng thương xót Chúa. Nếu ước lòng thương xót Chúa thì chắc chắn nó không thành chim cành cành. Nó sẽ là họa mi, là bồ câu bay bổng về trời, phượng hoàng. Nhưng mà lúc đó mà vẫn còn ham hố, cho nên thành chim kền kền. Mà đã thành chim kền kền rồi vẫn còn không có chừa, không có bỏ cái thói ham, vẫn còn đi tìm xác chết, bắt nạt những con yếu, con bệnh, con chết để bắt thịt. Con khỏe không dám làm gì. Cái loại kền kền là cứ như vậy. Thế ai mạnh là bỏ, chạy. Ai yếu rồi, nhà vua bắt nạt. Thứ gì đâu. Thế không? Một thứ kền kền khác là thấy người ta giàu là có quyền, có chức là bu lại. Cũng là thứ kền kền.
Tại sao người nghèo này không bu vào? Tại sao người nghèo chết này không ai đến viếng? Tại sao người nghèo chết này không ai đến thăm? Mà cứ thấy người ta giàu là bu vào, thăm viếng cho nhiều và để làm gì? Vậy là kênh kênh à? Phải không? Cho nên lòng thương xót Chúa không muốn ai thành kềnh kềnh hết. Dù giàu hay nghèo, cái ông nhà giàu hay cái anh tàn tật, lòng thương xót Chúa thương yêu hết. Tôi nói Chúa thương yêu hết, không có loại trừ ai. Không có loại trừ người giàu, cũng không loại trừ người nghèo. Có khi người nghèo cũng là kềnh kềnh, nếu mà chỉ cái anh đó đó. Nếu mà anh cứ, thay vì tôi muốn mọi người biết yêu nhau, tôi muốn thấy tình yêu ban đầu, thay vì anh muốn như vậy mà anh cứ tôi muốn tiền, tiền nữa đi em hãy đến vì em còn tiền, thì tiêu rồi, thì cũng là kềnh kềnh thôi. Nghèo mà không thanh thoát thì cũng là kềnh kềnh, mà giàu mà thanh thoát thì là họa mi, là phượng hoàng. Lòng thương xót Chúa chỉ muốn chúng ta là họa mi, là phượng hoàng, là bồ câu bay bổng lên trên những ham hố, trên những ích kỷ, trên những tham vọng bay bổng lên. Nhưng mà mình cứ bị xà xuống bởi những ham hố quyền lực, tiền tài, chức tước, danh vọng, nên mãi mãi là kền kền. Chúng con muốn là phượng hoàng hay là kền kền? Phượng hoàng hay kền kền? Phượng hoàng. Nào phượng hoàng thì hãy ngước lên, nhìn lên mẹ. Hôm nay là ngày 13 tháng 10. Nhớ là ngày gì không? Lễ Đức Mẹ gì? Đức Mẹ Fatima. Lễ Đức Mẹ Fatima mà mẹ nhắn nhủ ba mệnh lệnh, trong đó có điều là cải thiện đời sống. Cái điều đó quan trọng. Cải thiện đời sống để mình không còn ham hố. Ham hố là kèn kèn, ích kỷ là kèn kèn, tham lam là kèn kèn. Nhưng mà trở thành con người không ham hố, không tham lam, thành chim phượng hoàng, chim họa mi, chim bồ câu, cải thiện đời sống, bỏ ham muốn, bỏ tham vọng, bỏ ích kỷ, bỏ kênh kênh đi. Mặc kênh kênh mãi. Nghỉ phát ghét. Kênh kênh. Ngước về mẹ và tha thiết cầu nguyện. Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy nâng lần hạt mân côi. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vâng nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối. Mẹ Maria ơi, xin mẹ đoái thương nhận lời, cho nước Việt sinh tươi, đức tin sáng.